chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay nha. Rồi các chị ơi, chị khách nào mà mình muốn dồn đơn thì mình dồn đơn lẹ lẹ nha. Cái gì bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới và tư vấn chốt đơn hàng cho mình luôn. Giá thì giá ưu đãi, sale rẻ trên live, không áp dụng bên ngoài, đặc biệt dành cho những chị khách nào có chia sẻ livestream này của em ha. Mình chia sẻ nhanh tay lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn chốt sale cho mình luôn. Giá ưu đãi như cả nhà nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA143, đồng đang mặc trên người mã sản phẩm là 143 nha cả nhà. Đồng này thì em đang có cho cả nhà mình là size M, 50kg trở xuống mặc được. Và với một cái em đồng dạ hội xịn sò như thế này, hàng chiếc phong nha, và vải chiếc phong này khi mà mình nhận được hàng rất là ghiền luôn. Có phối cho mình nguyên một bảng hoa thêu thật là to luôn nè. Mà chỉ có giá tiền 159.000 đồng thôi, chia sẻ livestream ngay em tư vấn em chị hàng chị size cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại ngay cho em như vậy là ok. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 143, 159.000 đồng. Chia sẻ livestream ngay cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường nhà của mình, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn giờ hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. 143 kèm số điện thoại ngay luôn ạ. Rồi 143 kèm số điện thoại ngay luôn cả nhà ơi. 159.000 đồng. 143 kèm số điện thoại 159.000 đồng. Em sẽ còn cho cả nhà mình là size M ha, trong tầm khoảng từ 40 cho đến 50 kg có đơn hàng luôn. 40 tới 50 kg có đơn hàng, mã sản phẩm là 143 đi cả nhà ơi, đẹp chưa? Nguyên một cái em đầm dạ hội thật là dài cho cả nhà mình luôn. Đó, chất liệu là vải chiếc phong cho mình ha, may hai lớp, bên trong thân áo có lót thun cotton nè. Vải siêu mềm mại cho mình luôn ha. May cho mình hai lớp, khóa kéo phía sau lưng nguyên một bảng hoa thêu to như thế này đây. Mà chỉ có giá tiền là 159.000 đồng thôi. Rồi 159.000 đồng cho cả nhà mình thôi nè. Chị nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha chị em, bên em tư vấn cho hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 143 kèm số điện thoại bên em tư vấn luôn ạ. Đang mặc trên người mã sản phẩm 143, 159.000 đồng. 159.000 đồng. Chị khách nào lúc trưa này mình đã có đặt hàng rồi và bây giờ mình muốn dồn đơn, mình muốn đặt hàng, mình muốn săn sale 99k thì ngay bây giờ mình vào livestream game liền. Một là chấm bài tương tác tốt, còn hai là chia sẻ livestream ngay cho em nha cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường và nhóm và để với chế độ công khai thì mình mới được áp dụng giá sale nha. Ráng chờ chị Tuyết Bảo nha, chị Kim Phong luôn ạ. Đang mặc trên người 143, chị ơi có phối cho mình nguyên một bảng hoa thêu to nè cả nhà ơi, xin chưa. Đó, hoa thêu kết cườm nè, rồi phối cườm đính đá và tất cả được may thẳng lên trên này vải cho mình thôi. Đó, nhìn một cái thôi là mình ghiền liền. 143, 159.000 đồng, comment ngay cả nhà ơi. 143, 159.000 đồng, 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL. M là XL và 2XL trong tổng khoảng từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn ha. Rồi chị nào chưa có đồng này đặt hàng sớm ngay cho em, cảm ơn chị Phạm Hòa luôn ạ. 143 chút xe đặc biệt cho cả nhà mình luôn. 159.000 cả nhà ơi, 159.000 đồng. Nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chia hàng cho cả nhà mình luôn. 143 là 159.000 đồng ha. Em còn xem bờ từ 50kg trở xuống là mình mặc được nha cả nhà. 50kg trở xuống là mình mặc được mã sản phẩm 143 nha. Rồi em chào chị Trần Ngọc Phước ạ, chào các chị mình mới vô nha. Em chào chị Thu Hiền, chị Đỗ Hải luôn. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 143, 159.000 đồng nha cả nhà. 143, 159.000 đồng đây. Chị khách nào chưa có cái mẫu đồng này của em thì mình lên đơn sớm ngay cho em nha. Là 143 kèm với số điện thoại tư vấn em chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Giá tiền rất là rẻ luôn nha các chị ơi. Rồi nhanh tay, áo này là áo dạ hội chị nha. Đây là đầm dạ hội chị nha. Rồi chị Hồng Phạm ơi, đây là đầm dạ hội nha chị nha. Chốt sale cho mình luôn ạ, chỉ có 159.000 đồng. Rồi tiếc quá chị ơi, không có 2XL nha. 2XL có màu này được không? Màu này 199 nè chị. Màu này 199.000 nè. Đó, em có dạ hội màu này được không chị ơi? Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nghe cho em, bên em tư vấn em chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại em đang mặc trên người 143, chị còn xem mờ 159.000 đồng. Còn nếu như chị thích size 2XL thì đây, 2XL là 1184. 2XL là 1184, còn một còn có giá tiền là 199.000 thôi. Cái đầm này 199, hàng mới vừa về luôn. Và chỉ còn 2X thôi, hàng 199k. Còn em đang mặc trên người thì chị còn size M thôi nha cả nhà. Em đang mặc trên người còn size M, 159.000, 159.000 đồng cả nhà nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình một cái em đầm sale 99k. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm nha cả nhà ơi. Rồi em đang mặc trên người nè, 143, 159.000, 159.000 đồng nha cả nhà. Ơn ý mẫu nào nhanh tay lên đơn sớm ngay cho shop bên em tư vấn em chờ hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. 143, 159.000 đồng cho cả nhà mình luôn ha. Rồi bây giờ tiếp tục thì em sẽ thay thêm cho mình một cái á, một cái em đầm khác nữa cả nhà ơi. Chia sẻ livestream mạnh mạnh tay khi mà mình đặt hàng như cả nhà, lên tường và nhóm và để với chế độ công khai cho em luôn. Đây, lên tiếp cho một cái em đầm sale giá rẻ cho cả nhà mình luôn.
Em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1190, 1190 nha cả nhà ơi, 1190 nha. Rồi đầm này em sẽ sale rẻ cho cả nhà mình luôn, size 2XL, size 2XL sale 99.000 đồng. Chia sẻ livestream 3 lần cho em nha cả nhà, lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai em tư vấn nào. Đang mặc trên người mã sản phẩm 1190 nha, còn còn cho mình size 2XL luôn. Size 2XL luôn cả nhà ơi, 58 cho đến 65 kg có đơn hàng. Đầm này rất là đẹp và được nhiều chị khách bên em mê luôn cả nhà ạ. Em đang mặc trên người 1190, 1190 em sale luôn cả nhà ơi. 99.000 đồng đầm này, 99.000 đồng đầm này ha, rất là rẻ luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190, chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha cho em bên em tư vấn em chờ hàng về size cho cả nhà mình luôn. 1190 kèm số điện thoại bên em tư vấn em chờ hàng luôn ạ. Đầm này thiết kế là cổ tròn ha, cổ tròn này thì cái cổ nó sẽ có viền to, tay ngắn cho mình nè, đầm mềm, hàng lụa măng gồ cao cấp co giãn nhẹ cho mình luôn, may một lớp phối kèm thêm hai túi ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190. 1190 ngày hôm nay các chị mình được sale luôn cả nhà ơi, được sale luôn. Chị Kim Vân này chưa chia sẻ này chị ơi, chia sẻ ngay để áp dụng được giá sale nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190, 99.000 đồng nha cả nhà mình luôn, 99.000 đồng thôi cả nhà ơi, rất là đẹp luôn ạ. Cổ tròn, tay ngắn, dáng là phơn xòe, nền vải là màu xanh kết hợp với lại họa tiết hoa hồng màu vàng. Đẹp ơi là đẹp cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190. Em sẽ sale rẻ cho cả nhà mình các em đồng này chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng thôi. Có 99.000 đồng thôi, rẻ quá trời rẻ luôn này cả nhà ơi. Chia sẻ livestream ngay cả nhà ơi. 1190 là 99.000 đồng. Đợi mình chờ một xíu nha. 1190 là 99.000 đồng nha cả nhà. 1190 là 99.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm nha cho em bên em tư vấn. 1190 kèm số điện thoại 99.000 đồng luôn. 1190 kèm số điện thoại 99.000 đồng luôn cả nhà ơi. Chia sẻ livestream cho shop 3 lần lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai để săn sale nha cả nhà. Đầm này cổ tròn viền to nè, tay ngắn nè, dáng đầm phơn xòe cho cả nhà mình luôn ha. Đầm mềm có co giãn nhẹ nhẹ cho mình luôn. 1190 size 2XL nha cả nhà. 1190 size 2XL chút xe đặc biệt cho cả nhà mình luôn là 99.000 đồng. Ưu tiên cho những chị khách nào dồn đơn hàng như cả nhà nha. 58 cho đến 65 kg mặc được size 2XL. Size 2XL như cả nhà nha, co giãn cho mình luôn, mặc rất là đẹp luôn ạ. Nhanh tay đặt hàng sớm. XL em không có chị nha. Đầm em có giới thiệu rồi là em chỉ còn size 2XL thôi. Đầm em có giới thiệu rồi là em chỉ còn size 2XL thôi nha cả nhà. Rồi cố gắng đặt hàng sớm nghe cho em bên em tư vấn em chờ hàng dự size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại bên em tư vấn chờ hàng dự size ha. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em là được luôn. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1190, mã sản phẩm là 1190 nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sale nha, 99.000. Chị khách nào đặt hàng thì đừng quên chia sẻ livestream. Từ đầu tới cuối live có rất là nhiều mẫu đầm đang được sale, giá tiền thì phải nói là hả, sale hết hồn luôn cả nhà ơi. Sale cho một cái giá nó hết hồn luôn cả nhà ơi. Quan trọng là mình phải đặt hàng sớm thì mình mới có đơn nha. Đặt hàng chậm quá là hết hàng hết size nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ có thêm cho mình một cái em đầm khác rất là xịn sò luôn và cũng đang được sale rẻ nha. Dạ phí ship hả chị? Phí ship thì như cũ chị nha. Phí ship thành phố Hồ Chí Minh 10.000, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh 30.000 đồng đồng giá. Đó phí ship thì vẫn như cũ nha cả nhà nha, không có gì thay đổi cả. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1210, 119.000 đồng và thông báo với cả nhà mình luôn là đầm này em đã hết một size 1210. Rồi 1210 đồng này em đã hết một size và hiện tại cái mẫu đầm này em về cho cả nhà mình là 1600 cái và hiện tại thì em chỉ còn cho mình là đầm vàng cái đầm da beo. Cái này là hai cái da beo, cái này là vàng, cái này là màu xanh bông vàng đúng không chị? Rồi và hiện tại các chị ơi, 1600 cái và hiện tại chỉ còn 14 cái size M, hết size L, 11 cái XL và 15 cái size 2XL. Cố gắng đặt hàng sớm. Đầm này thì em đang sale và vừa bán vừa tặng cho cả nhà mình luôn 119.000 đồng ạ. 119.000 đồng ạ, sản phẩm 1210 119.000 đồng. Đúng rồi đúng không chị và Ngọc mà chị Bảo Ngọc Anh. Rồi tùy theo chiều cao vòng em bên em tư vấn nha. Cái đầm này là 299.000 đồng nha chị. Cái đầm này là cổ sơ mi 299.000 đồng. Mình chờ em 10 phút nữa em mặc được không? Tại vì đầu livestream em tập trung tranh thủ lên cho mình những cái mẫu đầm mà sale giá rẻ như thế này nha. Để em chút xíu này em lên cho mình ha. Đây là 1237. Đây là 1237 giá 299.000 đồng. Xíu này em lên cho mình sau ha. Mã 1184 có sale không? Dạ có nha chị Ngân Nguyễn nha. 1184 có sale nha cả nhà. 1184 có sale nha. 199.000 đồng nha cả nhà ơi. Đây, 1184 có sale nha cả
cả nhà, 199.000 đây, 199.000 đồng đây cả nhà ơi. Đó rất là đẹp luôn. Rồi, 1184 có sale 199.000 đồng cả nhà nha, còn size 2XL cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay đặt hàng sớm bên em tư vấn cho hàng vừa size đây. Đây là 1184 nè chị, hàng chất liệu vải này là vải chip phong. Hai lớp hai túi, về nhà kiểm tra hàng một cái đảm bảo các chị mình luôn ghiền luôn á. Mấy chị khách bên em, mấy chị khách bên em ha. Mua hàng rồi đã thân thiết, đã quá quen rồi mà ngày nào cũng coi livestream, ngày nào cũng ghiền, cứ nói với em là thôi hôm nay chị cai chị không mua nữa đâu, thế là cũng cầm làm không được cả nhà ơi, cũng phải mua à. Rồi em đang mặc cái người này, không những mà nó đẹp nha, chị khách nào mua rồi thì mình sẽ cảm nhận được cái đẹp đó. Khi mà mình mua xong nè, nó mà em lại sale quá rẻ luôn, trăm mấy một chiếc thôi là mình ưng liền, hàng vải cao cấp cho mình luôn, may một lớp hai túi nè, có may cho mình một đường em đi ngang qua, mẫu đầm mềm vừa bán vừa tặng. Chị khách nào chưa có nha, ta đặt hàng sớm ngay cho em 119.000 đồng ạ, 119.000 đồng cho cả nhà mình luôn đây. Nhanh tay đặt hàng sớm nha, còn size M, size XL và size 2X, còn size M, size XL và size 2XL chốt sẽ đặc biệt luôn là 119.000 đồng, ưu tiên chị khách nào dùng đơn nha. Chị Thảo Nhi nè, 1210 ok, đây là 1210 nha cả nhà ơi, 119.000 đồng, 119.000 đồng thôi. Nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chờ hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại giảm 119.000 đồng chị nha. Cái đầm này 119.000 đồng nha chị, 119.000 đồng, mình không nhầm đâu cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em, bên em tư vấn em chờ hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại, em sẽ đặc biệt sale cái mẫu đầm này rẻ cho cả nhà mình luôn. Đó, chia sẻ livestream ngay cả nhà ơi, chia sẻ lên tường nhà, chia sẻ vào nhóm và để với chế độ công khai, em lên tiếp đầm sale cho cả nhà mình luôn ha. Em đang mặc cái người 1210, 119.000 đồng, đó vừa bán vừa tặng cho cả nhà mình luôn. Thích mặc đi chơi mặc, thích mặc ở nhà thì mặc nha, tùy theo các chị mình thôi. Nề vải màu đen kết hợp với lại họa tiết hoa hồng, màu hồng phấn rất là cưng luôn ạ. 119.000 đồng, mã sản phẩm 1210, mã sản phẩm 1210, chị Huyền Trương 1210 luôn ạ, 119.000 đồng thôi, 119.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em, bên em tư vấn cho hàng giờ size 40-70kg có đơn hàng nha. Rồi 40-70kg mặc vừa, chị Hằng Nguyễn ơi, 70kg mặc vừa mẫu này nha chị, 70kg mặc vừa mẫu này nha chị ơi. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1210 nha, 1210. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha cho em, bên em tư vấn nha, 40-70kg mặc vừa, 40-70kg mặc vừa chị nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em 119.000 đồng. Bây giờ thì em sẽ có một cái mẫu đầm mà em sẽ đặc biệt sale cho cả nhà trong live ngày hôm nay nha. Thì em bây giờ em sẽ thay qua, và dĩ nhiên là nó sẽ còn size và số lượng thì còn mười mấy cái, 20 cái nha. Rồi em đang mặc trên người 1210 119.000 đồng, còn chị nào ưng ý không nhanh tay đặt hàng dùng em. Chị Thanh Bích này ok chị luôn, 1210 119.000 đồng nha. Chị Ninh Nguyễn nè, ok chị luôn ạ. À, bây giờ em thay mẫu nha, 54kg mặc vừa không? Dạ vừa chị ơi. Cái đầm này từ 40 cho đến là 70kg nha. Nhanh tay đặt hàng sớm giùm em, bên em tư vấn em chị hàng giờ sai luôn, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho mình một cái em đầm khác nữa nha. 1210 119.000 đồng nha cả nhà, 119.000 đồng cho chị Nga Nguyễn luôn ạ. À, 119.000 đồng gần hết rồi cả nhà ơi, 1600 cái về nhà hả, bây giờ còn có 30 mấy cái thôi. Đó, và mỗi cái bài livestream đều đi hàng hết luôn. Và nếu như các chị mình không đặt hàng, em nói thiệt nha, các chị mình bỏ lỡ qua rất là uổng. Ở shop nè, bài bán 119.000 cả nha, không có chỗ nào dám bán 119k đâu, em đảm bảo với cả nhà mình luôn á. Rồi đây, em đang mặc trên người này cả nhà ơi, cái đầm này em sale nha. Mẫu em đang mặc trên người là 1168. Cái đầm này em mặc lộn size XL nha, nó hơi rộng nha cả nhà, mình nhìn đỡ giùm em nha. Rồi 1168, chị khách nào đặt hàng thì em sẽ chốt sale cho chị đó luôn, 139.000 ạ, 139.000 đồng sale luôn cả nhà ơi, 1168 nha. Đầm này thì từ 40 cho đến 66kg mặc được, eo tối đa là eo 88 nha. Cổ tròn nha cả nhà mình đây, có xếp ly vuông phần eo che bụng rất tốt. Nền vải là màu rêu, phối cho mình là họa tiết hoa. Đó, nền vải là màu xanh lá đậm kết hợp với lại họa tiết hoa hồng nha. 139.000 luôn, 139.000 đồng luôn. Thôi bây giờ em sale luôn ha, chị khách nào đặt hàng thì mình nhanh tay chia sẻ livestream nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt hàng sớm, em tư vấn em chờ hàng chờ size luôn cả nhà ơi. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1168 đi, em sale cho mình luôn nha, 119.000 đi. Rồi 119.000 đi cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng sớm, chia sẻ livestream ngay ạ. À, em đang mặc cái người 1168 nha, 119.000 đồng. Chị khách nào muốn dùng đơn thì mình dùng đơn liền cả nhà ơi, dùng đơn liền ngay trong livestream, bên em tư vấn em chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giới, kèm giá kèm số điện thoại, chị Huệ Nguyễn nè, 1210 119.000 đồng ok. Chị Trương Nhãn nè,
Ok chị, chuông nhãn 1210 119.000. Rồi cái đầm này luôn chị ơi, 119.000 đồng luôn ạ. 119.000 đồng hàng lụa Nhật nha. Cái mặt vải của nó mịn nè, co giãn nhẹ luôn, cổ tròn dễ mặc cho cả nhà mình luôn đây. Có khóa kéo nằm đằng sau lưng luôn ạ. 55 cho đến 65 kg mặc được, 55 cho đến 66 kg đi. 55 cho đến 66 kg mặc được 119.000 ha, 119.000 đồng. Rồi chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm nha cho em. 119.000 đồng, 119.000 đồng nha cả nhà ơi. Chị hỏi cái mẫu đầm đầu livestream em mặc đúng không chị? Cái mẫu đầm đầu livestream em mặc đây nè chị nha. Đây là 143, đây là 143. Giá tiền của nó sẽ là 159.000 đồng nhưng mà chị còn xem M thôi nha chị. Đây là 143, 159.000 đồng sale luôn cả nhà ơi. Ngày hôm nay là đem cả shop đi sale hết luôn nè cả nhà. Tranh thủ vô livestream của em chia sẻ ngay nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm giùm em. Đây là 143 chị ơi, 159.000 đồng nè. Cái đầm dạ hội em nói thiệt với cả nhà mình luôn á, mình mua dạ hội bên em một lần, mình không muốn mua chỗ nào đâu cả nhà. Mình không muốn mua chỗ nào đâu, mình cũng không có muốn đi thuê chỗ nào đâu. Rất là đẹp luôn. Đây là hàng chiếc phong đàng hoàng cho cả nhà mình luôn nè. Vải mềm ha, êm ái mặc mát thoải mái nè. Nguyên một mảng hoa thêu rất là xịn sò. Và cái mảng hoa này thì em sẽ may thẳng ở trên này vải luôn nha, không dán ép, không đính keo. Rồi em đang mặc cái người 1168, 119.000, 119.000 đồng ha. Rồi chị Lê Ngọc Huệ, chị mới nhận được đầm thun ở eo đẹp lắm. Rồi em cảm ơn chị Lê Ngọc Huệ luôn. Rồi cảm ơn cả nhà mình luôn ạ. À, đây, cái đầm thun ở eo mà chị Lê Ngọc Huệ nói đây. Đây cái mẫu hồi nãy em mới mặc qua, rất đẹp luôn cả nhà, 119.000 đồng mua về nhà mình ưng liền luôn á. Là em cảm ơn chị Lê Ngọc Huệ rất là nhiều ạ. À, trời ơi đầm đẹp lắm em. Thấy em dễ thương quá, em cảm ơn chị Trần Ngọc Phước. Rồi đây là 1210 nha cả nhà, 1210, 119.000 đồng, rất là đẹp luôn, em đảm bảo đẹp luôn mà. Chị nào chưa có nhanh tay đặt hàng sớm em chéo đây nha. Đó, đây 119.000 nha. Còn em đang mặc cái người 119.000 đồng luôn, mà sản phẩm 1168, 119.000 luôn. Đầm mềm, có co giãn nhẹ nè, em may một lớp ha. Đầm này không có túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Tại vì nó có xếp ly vuông phần eo, che bụng hoàn toàn tốt, che bụng gấp đôi những mẫu khác luôn. Đó, 119.000 luôn, 1168, 119.000, 119.000 đồng nha. Chị Nguyễn Diệu, ok chị luôn ạ. 119.000 đồng em đầm này, đứng gần cho mình coi cái bông. Đứng gần cho mình coi cái bông, đẹp lắm luôn ha. Cái nền vải là màu xanh nè, xanh rêu nè. Phối cho mình hoa hồng, màu vàng nhạt, màu tím tím nhạt nè. 1168, 119.000, 119.000 đồng. L em hết rồi chị Đỗ Ngưu ơi. Mình đổi sang size XL, mình đặt hàng dùng em được không ạ? À? Em chỉ còn XL với 2X thôi, còn có mười mấy 20 cái à. Rồi XL với 2X nha cả nhà, 1168, 119.000. Em sẽ còn cho mình là 9 cái XL với lại 19 cái size 2X. 9 cái XL với 19 cái size 2XL chốt luôn ạ. 119.000 đồng cho cả nhà mình luôn. Tranh thủ đặt hàng sớm cả nhà ơi. Trong livestream ngày hôm nay thực sự rất là hồi hộp luôn cả nhà. Sợ các chị mình đặt không kịp á, là nó hết hàng rất uổng. Rồi chị Tâm Nguyễn đem 1168 ok, 119.000 đồng như cả nhà. Có xếp ly vuông phần eo. Và những cái mẫu đầm nào các chị mình để ý thấy nó có xếp ly vuông thì nó sẽ không có túi, nhưng mà bù lại một cái nó che được phần bụng tốt hơn những mẫu khác rất rất là nhiều. Rồi 1168 cho em nha, 119.000 thôi, có 119.000 đồng thôi. Cái này cũng 119.000 thôi, cái này cũng 119.000 nè, rất là rẻ luôn ha. Nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em, anh em tư vấn em chào chị Huyền Võ luôn ạ. À. Rồi 119.000 đồng 1168 nha cả nhà. Chị Loan Trần này ok chị luôn, 1168 119.000 luôn. Bây giờ em thay mẫu cho mình ha, 119.000. Cố gắng đặt hàng sớm nha chị em nha cả nhà ơi. Đó, nhanh tay đặt hàng sớm và chia sẻ livestream nghe cho em tư vấn em về hàng chờ size. Rồi, 1168 119.000 đồng nha cả nhà. Nhanh tay đặt hàng sớm nha. Bên em tư vấn em chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em. Như vậy là ok rồi, rất là dễ đặt luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ có thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha cả nhà. Lên cho mình a. À, cái đầm này nè cả nhà ơi, đang được sale luôn. Đầm này đang được sale luôn cả nhà ạ. Đây, lúc trưa này em chưa có kịp mặc cho mình đúng không? Thì bây giờ em sẽ mặc cho mình luôn ha. Rồi chị Nguyễn Thị Thu Thủy nè, ok chị luôn, 1168 XL cho chị Nguyễn Thị Thu Thủy luôn. Rồi tiếp tục em đang mặc, em xin lỗi cả nhà mình nha, hơi chậm chút xíu tại em lo kiếm đầm cho mình á. Rồi em đang mặc cái người 1229, trời năm nay còn ít nha cả nhà. Đầm em còn cho mình là size M 11 cái, size L 2 cái, XL 16, 2XL còn 17 thôi. Trời, số lượng còn ít lắm luôn nha. Mẫu đầm này em sale luôn cho cả nhà mình là 149.000 đồng, 149.000 đồng ạ. À. Rồi chị Hoa Lâm, mẫu nãy nhiêu em? Dạ mẫu nãy nè chị ơi, cái mẫu này nè 119.000 đồng, tin được không chị? 119.000 đồng giá rẻ lắm, có 119.000 thôi.
có 119.000 đồng thôi. Chị nào mình chưa có cái mẫu rằm nào á, mình nhanh tay đặt hàng sớm giùm em để bên em tư vấn, em chừa hàng, em chừa size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha, em tư vấn, em chừa hàng, chừa size cho cả nhà mình luôn. Đó, mỗi cái đầm này có 100 mấy, 100 mấy thôi à. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm nào, nhanh tay đặt hàng sớm giùm em, bên em tư vấn nha. Em chừa hàng, chừa size cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1229, chốt sale cho cả nhà mình luôn. 149.000, rồi 149.000 đồng luôn ạ. Giá tiền cái mẫu đầm này thì phải nói là siêu rẻ rồi. Cái mẫu đầm này phải nói là siêu rẻ cho mình luôn rồi ạ. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1229, 149.000. 149.000 đồng. Đó, lên cái chương trình mà săn sale giá rẻ nào cả nhà ơi. Đầm này chất liệu vải chéo Thái nha. Thì cái mặt vải của nó sẽ có những cái lằn sọc xéo như thế này, nhìn ở bên ngoài cũng thấy là cả nhà, ở bên ngoài cũng thấy nè, nhưng mà thấy không rõ thì em sẽ lật mặt bên trong, sẽ có những cái thớ vải chạy dọc đều ở trên này vải luôn ha. Và những cái thớ vải này thì khi mà mình mặc lên nó rất là mịn nha cả nhà, nó rất là mịn, mặc nó thoải mái lắm đó, to giãn nhẹ nhẹ luôn. Em may một lớp phối kèm hai túi có khóa kéo phía sau, và giá tiền ngày hôm nay cả nhà mình được sale là 149.000 đồng. Em còn 4 size đầy đủ, trong đó size M chỉ còn 11 cái, size L còn 2 cái, XL còn 16 và 2XL còn 17 thôi. Và giá chốt trong livestream ngày hôm nay là 149.000 đồng nha, 149.000 đồng. Đầm phơm suông, nền vải là màu xanh đen đó, còn một số chị thì mình gọi là màu tím than. Rồi 1168 mặt đẹp lắm các bạn ơi, vải mịn mặt mát lắm, chị cũng mới mua. Em cảm chị, cảm ơn chị Lê Ngọc Hệ nha. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1229, cái mẫu này nè. Đây chị Lê Ngọc Hệ là đã nhận được hai mẫu này rồi đây. Cái mẫu đầm này cái mặt rất là thích cả nhà, hoa còn nó cực kỳ dễ thương luôn ha. Còn mẫu đầm này thì chất liệu vải lụa Nhật, cái mặt vải này thì nó mịn nha, mặt mát thoải mái đó. Có 119.000 đồng một em thôi, hai cái mẫu đầm này 119.000 đồng nè. Chị nào mà mình có nhu cầu thì mình cứ việc đặt hàng nha, đặt thử đi, về nhà mình ưng, mình đặt một cái á, là mình ưng liền. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1229, 149.000 đồng. 1229, 149.000 đồng. Chị khách nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm sớm ngay cho em, bên em tư vấn, em chị hàng chị size 1229 kèm số điện thoại nha cả nhà ơi. Rồi 1229 kèm số điện thoại nghe cho em, bên em tư vấn cho hàng giờ sai. Đừng quên chia sẻ livestream của shop lên tường nhà, vào nhóm và để với chế độ công khai nha cả nhà nha. Đó, mỗi chị chia sẻ giúp em 3 lần nha cả nhà. Rồi rảnh tay thì chấm bài tương tác với em cái nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1229, chốt sale cho cả nhà mình luôn. 149.000, 149.000 đồng cho chị Ngọc Đào luôn, 149.000 đồng cho chị Trịnh Thủy luôn. Sale liền ra livestream ngày hôm nay, không áp dụng bên ngoài luôn cả nhà ơi. 149.000, 149.000 đồng luôn ạ. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình mẫu nữa nha. Chị nào chưa có cái mẫu nào nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha, để em tư vấn cho cả nhà mình luôn. Trong cái bài livestream này này thì em sale rất là rẻ cho mình luôn rồi. Đó, chị nào chưa có thì mình tranh thủ mình đặt hàng sớm sớm, bên em tư vấn, em chị hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại, như vậy là ok. Rồi đây em sẽ có thêm cho mình một cái em đầm ha. À, cái em đầm này hồi nãy các chị mình có hỏi em một lần nhưng mà em chưa có mặc lên đúng không? Thì bây giờ em sẽ mặc lên cho mình xem luôn. Đây, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1184. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1184 nha cả nhà. Và đầm này thì em sẽ còn cho mình là size 2XL. Đầm này em sẽ còn cho mình là size 2XL. Đó, rất là đẹp luôn ha, đầm dạ hội. Có sale đầm dạ hội không? Đây nè chị, đầm dạ hội nè chị ơi. Đầm dạ hội có sale nè chị. Mẫu em đang mặc trên người nè, mã sản phẩm là 1184. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1184 nha. Đầm này em sẽ còn cho cả nhà mình là size 2XL. Size 2XL ha. Rồi, chị khách nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm ngay cho em 2XL cho cả nhà nha. Và em chỉ còn một cái thôi cả nhà ơi, nhanh tay đặt hàng sớm nào, còn một cái 2XL thôi ạ. À, chốt 199.000 đồng luôn. Còn con cái lúc trưa này em thấy còn 8-9 cái vậy lận mà ta, phải không ta? Lúc trưa hình như em cũng thấy còn khá là nhiều mà ta, cũng 8-9 cái đó cả nhà ơi. Size 2XL giờ còn một cái à. Chị khách à, mặc vừa đặt luôn cho em nha, 199.000 thôi, 199.000 đồng thôi nè. Chị khách nào chưa có cái bộ đầm này đặt hàng sớm thì cho em, bên em tư vấn, em chị hàng về sao gì mà nhanh dữ vậy ta.
Rồi nha, tôi đặt hàng sớm thì chị em bên em tư vấn nha cả nhà ơi. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1184, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1184. Đầm này thì em đang có gì cả nhà mình là size 2XL 58 cho đến 65 kg là có đơn. Rồi bây giờ chị khách nào từ 58 cho đến 65 kg đặt hàng sớm sớm ngay cho em bên em tư vấn cho hàng chờ size ha. Cổ tròn này, tay lỡ này có phối với mình nguyên một mảng hoa thuê phía trước ha. Phối cho mình nguyên một mảng hoa thuê phía trước có phối cường, có đính đá và tất cả sẽ được may thẳng lên trên này vải cho mình luôn. Đầm bo eo dán xòe cho mình luôn ha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1184 199.000 đồng cả nhà. Còn có một cái 199.000 đồng 2XL. Có một cái cuối cùng cho mình luôn, rồi 199.000 đồng cả nhà nha. Thì lúc trưa này em có mặc cho mình, ồ hồi sáng có mặc một lần luôn mà bây giờ còn con cái cuối cùng luôn, em cũng hoang mang bất ngờ luôn cả nhà. Vậy mà nãy giờ em còn treo lên em trưng bày nữa chứ. Có 199.000 đồng thôi ạ, 1184 ha. Em đảm bảo với chị mình luôn á, mua đầm dạ hội bên em một cái là mình ghiền liền, không muốn mua chỗ nào nữa hết trơn á, tại vì nó quá rẻ luôn, quá rẻ quá đẹp luôn. Rồi trong livestream của em thì có chị khách đang nhận được cái mẫu đầm 1238 này chị cả nhà. 1238 này sáng giờ có rất là nhiều chị hỏi nó luôn nè. Bây giờ thì em sẽ mặc lên cho mình xem ha. 1238 rất là xinh. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1238. Rồi đầm này được chốt là 169.000 đồng. Cái mẫu đầm này á, khi mà mình nhận được hàng ở bên ngoài thì em đảm bảo với cả nhà mình luôn là nó rất là dễ thương nha. Cái mẫu đầm này nè, khi mà mình nhận được hàng ở bên ngoài nó rất là dễ thương nha cả nhà. Các chị ơi, em có một số mẫu đầm á mà đầm dạ hội mà size M thôi. Có chị nào mà mình mặc size M và một một đặc điểm nữa đó chính là mình mặc size M, mình thích đầm dạ hội, đầm giá 159.000, có chị nào không ạ? Nếu như mà có thì mình comment phía dưới cho em nha, để em biết em lên đầm cho mình nha cả nhà, để mình dồn đơn 590.000 đồng trở lên em miễn phí giao hàng toàn quốc tặng kèm và tặng thắt lưng trị giá 400. Thì thật sự em hiện tại đang còn tồn lại một mớ đầm dạ hội như thế này đây, rất rất là nhiều luôn, và em sẽ xả hàng cho các chị mình nha. Một số đầm dạ hội như thế này thì em sẽ xả hàng cho cả nhà mình. Thấy vậy chứ cái hoa văn nó khác nhau cả nhà. Đấy, em sẽ xả hàng cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 159.000 đồng một chiếc thôi. Thì có chị nào mà mình thích đầm dạ hội và mình mặc size M hay không ạ? Thì mình comment phía dưới cho em nha, để em lên đầm dạ hội cho mình luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1238, 169.000 đồng ha, 169.000 đồng, từ 40 kg cho đến là 65 kg có đơn hàng luôn ha. Mã sản phẩm là 1238 nha cả nhà, 1238. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em, anh em tư vấn cho hàng giờ sai. Đầm này thêm sẽ có cho mình là size M 2 cái, size L 4 cái, XL 10 cái và 2XL 15. Rồi mẫu đầm này thì còn ít da, và trưa nay từ sáng tới giờ em livestream thì có rất là nhiều chị hỏi cái mẫu đầm này luôn. Đây rất là xinh. Rồi chị nào chưa có nhanh tay đặt hàng sớm, em đảm bảo với mình bao đẹp luôn ạ. Nền vải là màu cam cà rốt, phối cho mình hoa nhí nhí li ti, hoa bốn cánh rất là cưng luôn ha. Rồi chất liệu là vải này là vải von. Vải von này thì mình có thể giặt tay giặt máy được luôn. May hai lớp, bên trong cũng là lớp lót phun cotton màu cam luôn ạ. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm nào, chị bà Ben đây, có size to hồi nãy có chị khách nào đặt mất tiêu rồi. Có chị khách nào đặt mất tiêu rồi, size 2XL rồi. Rồi cố gắng đặt hàng sớm ngay cho em nha. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1238 với cả nhà. Em có size lớn mà sáng giờ em bán hết trơn rồi chị ơi. Hình như hồi sáng còn 89 cái size 2XL gì đó. Một mẫu còn 89 cái mà một size duy nhất thì thường thường rất là khó bán cả nhà. Và hiện tại em kiểm tra thì chị còn một cái size 2XL thì hồi nãy cũng đã có chị khách đặt hàng rồi nữa. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, mặc đầm beo đi em. Chị ơi, em sẽ có hai mẫu đầm beo như thế này nha. Đầm da beo thì em sẽ có hai mẫu như thế này. Một á là cổ đắp chéo. Thì cái cổ đắp chéo này không có hở nha cả nhà. Cổ đắp chéo này về nhà lấy kim chỉ cố định lại được luôn. 70 kg vậy không vừa rồi chị ơi, 70 kg không vừa nha. Rồi hàng hàng sim nè gái. Rồi rồi em cảm ơn chị ạ. Rồi các chị ơi, rất là đẹp cho cả nhà mình nha, có một trăm mấy một chiếc thôi đó. Còn những cái mẫu đầm beo như thế này đồng giá là 299.000 đồng tùy mẫu như cả nhà. Rồi cái đầm beo thì em sẽ phân chia làm hai loại, một là cổ đắp chéo, còn hai á là cổ sơ mi như thế này nha, cùng với chất liệu vải đó chính là vải lụa mango, may một lớp thôi co giãn cho mình luôn ạ. Rồi chị nào chưa có mẫu nào nha, ta đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn luôn ạ. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nha. Đây, chị thích cái đầm beo nào chị ơi? Đây là cái đầm beo sơ mi đó, còn cái này là đầm beo cổ đắp chéo, hai mẫu.
299.000 đồng đồng giá đang có đủ size. Thì cái đầm này mình thông cảm giúp em là em sẽ mặc size 2XL nha, tại vì cái size M của em nó lạc nó mất tiêu rồi. Đó. Rồi cố gắng đặt hàng sớm. Mình thích cái mẫu nào thì mình comment phía dưới giùm em nha, để em biết em mặc lên nha. Đắp chéo hay là cổ sơ mi nha chị. Còn mẫu em đang mặc cái người 169.000 đồng thôi. 169.000 đồng cho chị Đỗ Ngọc Phụng luôn ạ. À. Em cao 1m65 nha cả nhà. Cứ canh theo chiều cao của em mà mình đặt hàng. May hai lớp phối kèm hai túi khóa kéo phía sau. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1238, 169.000, 169.000 đồng cho chị Thúy Trần luôn. 169.000 đồng thôi. Chị khách nào chưa có đồng này nhanh tay đặt hàng sớm bên em tư vấn nha. Rồi chị Hồng Hạnh, ok chị luôn 1238, 169.000. Đó, chắc các chị mình thấy em mặc mẫu này hoài chắc chán là mình lắm rồi đúng không? Em thay mẫu tiếp nha. Tranh thủ cho anh thay mẫu nha cả nhà. Cho nên là mình cố gắng mình đặt hàng sớm. Trong livestream này mình thích mẫu nào á thì mình cứ cố gắng mình thoải mái mình đặt hàng sớm sớm ngay. Bên em tư vấn em chia hàng giờ sai cho cả nhà mình ha. Rồi đây em sẽ có thêm cho mình một cái em đầm khác nữa. Mình đợi em xíu nha cả nhà. Cô đắp chéo đi, có nhiều chị hỏi em cái mẫu này nè. Cho chị sơ mi, chị mộng đẹp là sao chị ơi? Beo sơ mi phải không chị? Chị ơi, cái gì xong ơi chị ơi, em bó tay rồi, em mặc đỡ cái đầm này là em bơi ra cho mình ha. Rồi em sẽ lấy cái sơ mi vô em mặc. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1162. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1162 của 149.000 luôn ạ. 149.000 đồng mã sản phẩm 1162. Chị khách nào chưa có đầm này nhanh tay đặt sớm nha. Cổ tròn này, tay ngắn ngắn, bo eo dáng đầm phông xòe luôn. Rồi có cái beo sơ mi đúng không? Thì ok, bây giờ thì em sẽ may thay cho mình cái beo sơ mi ha. Rồi đầm chéo mặc đi em, chị xứ biển đầm chéo. Rồi ok, mặc cả hai luôn. Bây giờ em mặc cái beo sơ mi trước, sau đó em sẽ mặc chéo và beo ha. Rồi cố gắng đặt hàng sớm nha chị em, bên em tư vấn. Rồi em đang mặc cái người 1162. Đầm này chất liệu vải của nó là vải von. Em may cho mình hai lớp phối kèm hai túi. Và đầm von bên đây thì luôn luôn là mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái. Và nếu như mà nó không có thể giặt tay được thì em cũng sẽ báo trước ở trên livestream cho mình luôn, để khi mà mình nhận được hàng ở trên tay, về nhà nhận được hàng mình không có hoang mang nha cả nhà. Và khi mà mình nhận được hàng bên em thì các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán, chỉ là không được mặc thử thôi. Cố gắng đặt hàng sớm nha. Rồi chị Nắng Mai nè, 1162 ok, 149.000 thôi, rất là đẹp luôn. Em cao 1m65, đầm này dài qua gối em 15 phân. Bây giờ thì em sẽ tranh thủ mặc cho mình đầm beo nha. Cái đầm này thì em sẽ còn cho mình là 3 size nha cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người nè, 1162 thì hiện tại em sẽ còn cho cả nhà mình là 3 size với số lượng là 15 cái. Rồi 3 cái size M, hết size L, XL 8 cái, 2XL 4 cái. Bây giờ em thay mẫu nha. 149.000 đồng thôi ạ. 149.000 đồng cho cả nhà mình luôn. Chia sẻ livestream hộ em cả nhà ơi. Chia sẻ lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai là được luôn. Đó. Rồi, còn hai cái đầm em kia phía dưới Manacam này là 119.000 nha cả nhà. Hai cái đầm em kia ở phía dưới Manacam là 119.000 đồng nha. Rồi tiếp tục, em đang mặc cái nguồn này cả nhà ơi. Mã sản phẩm là 1208, đây là đầm beo. Thì các chị ơi, các chị mình đừng bỏ đi nha. Giống như cái mà caption em ghi á, 99.000 thì em đã lên rồi. Và em cũng còn vài mẫu nữa, xíu nữa em lên sau nha, chút xíu thôi nha cả nhà. 99.000 em lên rồi nè, 149.000 nào em lên rồi nè. 199 nãy giờ chưa có mặc cái nào phải không cả nhà? 199 nãy giờ chưa mặc đúng không? Thì với yêu cầu của cả nhà em sẽ mặc cái này là 299.000 đồng. Và cả nhà đừng vội mà bỏ em đi nha. Bỏ em đi em rất là buồn nha cả nhà. Mình ở đây coi với em nha. Xíu nữa em lại lên đầm 100 mấy nha cả nhà mình đây. Đó, theo yêu cầu của mình thì em sẽ diện cho mình một cái em đầm beo rất là xịn sò luôn. Và khi em mặc lên người thì cả nhà mình thấy nó như thế nào ạ? À? Nó rất là sang. Nó rất là sang luôn. Đúng không nè? Đợt này thì đầm beo nó đang rất là thịnh hành luôn cả nhà ơi. Đó, các chị mình dùng đơn 595.000 đồng trở lên em miễn ship tặng quà. Quà tặng có thể là thắt lưng hoặc ghim kẻ áo, tùy mình chọn nha. Thích thắt lưng thì chọn thắt lưng. Đây, thích ghim kẻ áo thì chọn ghim kẻ áo. Rồi, cố gắng đặt sớm giùm em. Đang mặc trên người mã sản phẩm 1208, 299.000 đồng. Khi mình diện lên nó rất là sang nha cả nhà. Và đầm thì đầm trung niên, em mặc lên nó sẽ không được hợp cho lắm. Và các chị mình đừng có chê nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Chị khách nào mà U30 trở lên mặc siêu sang luôn ạ. À, sang hơn em nhiều. Đây, cái ghim kẻ áo như thế này. Và ghim kẻ áo này một ngày em chỉ có 5-10 cái, hoặc thậm chí nhiều nhất có 20 chiếc thôi. Cho nên là khi em gửi về nhà cho mình là mẫu ghim ngẫu nhiên nha cả nhà ơi. Đây là những cái mẫu ghim mà em sẽ gửi về nhà ngẫu nhiên cho mình. Cái nhỏ nhỏ thì hai ngón tay, còn cái to to thì ba ngón tay nha cả nhà. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm 1208, 299.000 đồng. Đây là đầm beo và cổ sơ mi.
Đó, đầm này chất liệu là vải lụa mango nha, cái mặt vải rất là mịn luôn, và mình để ý cái phần tùng xòe phía phần chân váy thì mình sẽ thấy như thế nào cả nhà. Nó sẽ có cái độ phồng xòe tự nhiên ngay cái phần tùng chân váy nè, đây nó cái độ phồng phồng tự nhiên, và đặc biệt vải này rất là mềm, khi nắm lên các chị mình thấy cái độ mềm, độ rũ của nó, cái độ co giãn nhẹ nhẹ luôn. Mặt vải của nó thì cực kỳ mịn màng luôn ha, đây đầm beo màu nâu rất là đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1208 nha, mặc cực kỳ sang cho cả nhà mình luôn. Đó, cổ sơ mi có ba cái nút phía trước nha, tay lỡ dán đồng phong xòe, một lớp hai túi có khóa kéo, giá tiền 299.000 đồng, mã sản phẩm 1208 nha. Chị Nguyễn Hạ 1208 ok luôn ạ. 1208 chút xe đặc biệt cho cả nhà mình luôn. 299.000 đồng, 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL, từ 40 kg cho đến 65 kg là có đơn hàng nha. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho một cái em đầm beo là cổ đắp chéo. Thì cái cổ đắp chéo là mình thông cảm dùm em, tại vì cái size M bên em nó đã lạc đi đâu mất tiêu rồi, thì nay em sẽ kiếm cái size M để mà em mặc lên cho mình ha. Còn hiện tại thì em sẽ lấy size XL mặc rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Đầm beo thì hiện tại bên em là những cái mẫu vòng bestseller và đang hot trong thị trường hiện tại, và những shop em đảm bảo với cả nhà mình luôn á, đầm beo phải ít nhất cũng là 600-700 nghìn đồng với cái độ hot và cái độ beo ha. Cái bàn đầm beo nó khó tìm, vải hiếm khó tìm như thế này thì 600-700 nghìn đồng ở thị trường bán là một cái giá, phải nói là giá trung bình đó cả nhà ơi. Hiện tại bên em thì 299.000 đồng phải giá, và giá cạnh tranh đó cả nhà. Chị nào chưa có nha, ta đặt hàng sớm ngay cho em ha. Rồi em sẽ có cho mình cái mẫu đầm này là beo cổ đắp chéo. Đây beo cổ đắp chéo với cả nhà mình đây. Đẹp lắm. Cái này mà em mặc đúng cái size M nó còn đẹp hơn. Còn cái này thì nó lại là size XL, nó hơi rộng. Nhưng mà cũng không sao ha cả nhà. Tại vì em mặc như thế này thì các chị mình mới biết là khi em gửi về nhà cái XL, cái form nó sẽ là như thế này. Và đảm bảo với cả nhà mình luôn là những cái mẫu đầm em mặc trên người ở nhà mình nhận hàng nó y hệt như vậy, không khác một xíu nào hết. Đó, mình cứ hoàn toàn yên tâm về mẫu ở bên em. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1222, em sẽ kẹp nó lại như cả nhà. Đó, không kẹp nó lại thì mình không nhìn rõ cái form. Cái này mà lấy xe M thì mặc cũng y chang như là cái mẫu đầm này mà đang kẹp lại này cả nhà ơi. Đó, và mình cũng yên tâm là cái phần tay mình sẽ mặc vừa nha. Bình thường em mặc cái xe M thì các chị mình sợ cái phần tay mình mặc chật, thì đây, đây là cái size của XL. Đó, và cái phần tay nè. Rồi đầm này cũng là beo màu nâu ha, thiết kế là cổ đắp chéo. Ngay cái phần cổ sẽ có xếp ly như thế này. Cổ này là cổ cao, nó sẽ có xếp ly như thế này ha. Cổ đắp chéo. Đây, cái mẫu đầm này thì nó sẽ hở nha cả nhà, nó sẽ hở. Đắp chéo như thế này, một số chị hỏi em hở hay không thì các chị ơi hở nha. Nhưng mà nếu như mà mình thích mặc sexy, mình để như vậy mình mặc cho em. Còn nếu như mà mình thích mặc kín đáo, về nhà lấy kim chỉ cố định lại cho em ha. Cố định lại lấy kim chỉ quấn vài vòng ở đây là được thôi. Rồi, đầm này thì bo eo nha, em sẽ may cho mình cái đầm này có một bảng eo to đi ngang qua. Và cái đầm nào có bảng eo thì nhìn cái eo của mình nó sẽ đứng phòng hơn. May có phối với mình là ba cái nút như thế này, ba cái viên ngọc trai như thế này nha. Rồi một lớp phối kèm hai túi, mẫu đang mặc trên người mạng sản phẩm là 1222 299.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mạng sản phẩm 1222 299.000 đồng, 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL, trong tầm khoảng từ 40 kg cho đến 65 kg có đơn hàng luôn ạ. Rồi đầm này đặc biệt sale cho cả nhà mình luôn, 299.000 ha. Rồi 299.000 đồng. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn nha. Chị Trang Nguyễn nè, 1222 ok chị luôn. Đầm đắp chéo nè, cái này thì cái tay nó hơi phồng đó, nhìn không được đẹp lắm ha. Tại em mặc trên người cái size 2S, ủa size XL này cả nhà, size XL. Còn cái này thì nó còn rộng dữ nữa, cái này là size 2XL luôn á cả nhà ơi. Đây, cái này là size 2XL luôn á, nó còn rộng dữ nữa cả nhà. Rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha, vải mềm mặc em thoải mái, mà cái nào cũng như cái đó hết. Cái nào cũng như cái đó cả nhà ơi. Cái này để phía trước nhìn màu nó đậm hơn nha. Đây, để phía sau. Rồi cố gắng đặt hàng sớm nha cho em, bên em tư vấn giúp cho hàng vừa sai cho cả nhà mình luôn ha. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. Chị Nguyễn Nghi nè, 1222 ok chị luôn ạ. Tùy theo chiều cao vòng eo của mình, bên em tư vấn giúp cho hàng vừa sai cho mình luôn ha. Rồi đang coi live stream không, đâu lâu mình chấm bài tương tác cho em cái nha. Đang mặc trên người mã sản phẩm 1222 299.000 đồng, 4 size đầy đủ, size M, size L, XL và 2XL, từ 40 kg cho đến là 65 kg có đơn hàng luôn. Rồi chị Phương Huỳnh, đầm cái của cổ sơ mi á, đầm beo cổ sơ mi là 1208 nha chị. Đầm beo cổ sơ mi là 1208. Còn cổ đắp chéo là 1222. Đó, đọc giá tiền luôn là 299.000. Bây giờ thêm sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa nha. Thay tiếp cho một cái em đầm khác. Rất là xinh.
xin cho cả nhà mình luôn. Đây, cái đầm này mã sản phẩm là 149.000 đồng thôi cả nhà ơi. Cái đầm này có 149.000 thôi. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1219 nha. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1219. Hai cái đầm này em đang sale chỉ còn có giá tiền 119.000 đồng thôi đó cả nhà. Chị nào mà mình chưa có thì mình nhanh tay đặt hàng sớm nha. Rồi. Còn có 2 size, 3 size thôi. Em đặc biệt em sale cho cả nhà mình luôn á, 119.000 thôi. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1219. 1219, đầm này em đang có cho mình đủ size, chốt 149.000 đồng. Nền vải của nó sẽ là màu đen nè, có phối cho mình họa tiết lá, lá ngũ sắc cho mình đẹp chưa cả nhà ơi. Cái lá và đủ màu luôn. May cho mình một đường eo nhỏ đi ngang qua, mặc lên thì nó sẽ siết eo lại ha. May cho mình hai lớp, hai túi cho mình luôn. Chất liệu vải von hàng, nó không những mềm, nó còn có độ rũ cho mình nữa. Màu sắc thì đa dạng, thích chọn mẫu nào đặt sớm mẫu đó nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm cho em 149.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1219. Đang mặc trên người mã sản phẩm là 1219 nha. Em đang có cho cả nhà mình là 4 size, size M, size L, XL và 2XL. Rồi size M, size L, XL và 2XL ha. Trong tầm là khoảng từ 40kg cho đến là 65kg có đơn hàng luôn. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chị hàng chị size cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng nè, kèm giá nè, kèm số điện thoại ngay cho em là được ha. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1219 149.000 đồng. 1219 là 149.000 đồng như cả nhà nha. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em 1219 kèm số điện thoại, bên em tư vấn em chị hàng chị size cho cả nhà mình luôn. 1219 kèm số điện thoại luôn ạ. Đó, em đang có cho cả nhà mình là 4 size 149.000 đồng. 149.000 đồng đặt hàng ngay bên em tư vấn nào cả nhà ơi. Rồi giá tiền ngày hôm nay phải nói là siêu rẻ cho cả nhà mình luôn. 1219. Chị Bích Tâm này ok chị luôn. Chút đôi chị Bích Tâm 1208 nha. 1208 đầm beo của Somi ha. Còn em đang mặc trên người 1219 này 149.000. 149.000 đồng thôi. Và ngoài ra cái mẫu đầm này cũng 149.000 đồng nha cả nhà. Cái mẫu này mã sản phẩm là 1197, 149.000 luôn. Đó, đầm này thì màu này là màu xanh coban, nó rất là đẹp luôn, 149.000 luôn. Mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng rẻ hết trơn á, tùy theo chiều cao phòng em bên em tư vấn. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục thay thêm cho mình mẫu nữa nha. Rồi em cho chị Diễm Hương ạ. Chị khách nào đang coi livestream của em lâu lâu mình chấm bài tương tác cho em nha cả nhà ơi. Đó, chị khách nào đang coi livestream của em lâu lâu chấm bài tương tác cho em cái, ưng được mẫu đầm nào comment sớm giùm em mẫu đầm đó mình em tư vấn chút sale nha. Dồn đơn cho em đi cả nhà, 595.000 đồng trở lên được miễn ship tặng quà luôn. Rồi đây em sẽ có cho mình mẫu đầm này sale luôn ạ. À, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1224. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1224 như cả nhà ơi. Rồi đầm này ngày hôm nay thì em sẽ chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 169.000. 1224 như cả nhà. Rồi, tùy theo chiều cao vòng em bên em tư vấn em chị hàng giờ sau cho cả nhà mình luôn ạ. À, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Em đang mặc cái người mã sản phẩm 1224 nha. 1224, 169.000 đồng. 169.000 đồng luôn ạ. À, cảm ơn chị và bên này chấm bài tương tác với em ạ. À, em đang mặc cái người nè, mã sản phẩm là 1224, 169.000 đồng. 169.000 đồng luôn ạ. À, đầm này thì thiết kế của nó là cổ này là cổ bèo ha, có phối cho mình ren hoa mai, những cái ren hoa mai được mang xung quanh cổ như thế này. Đó, nền vải màu đen có phối cho mình hoa cúc nhị màu vàng co giãn nhẹ ha. 169.000. 169.000 đồng mã sản phẩm 1224. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chị hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. À, là 1224 kèm số điện thoại. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1224, đầm này em đang có cho cả nhà mình là 4 size, size M, size L, XL và 2XL. M, L, XL và 2XL. 40kg cho đến 65kg có đơn. Đó, 40 cho đến 65kg có đơn hàng nha. Rồi các chị mình dùng đơn hàng cho em nha, 590.000 đồng trở lên được miễn ship tặng quà nha cả nhà. Rồi sau mẫu đầm này em sẽ lên cho mình cái mẫu 99k đi ha. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1224. Đầm em sẽ chốt sale cho cả nhà mình luôn là 169.000 đồng. 169.000 đồng. Hoa cúc, hoa cúc màu đen, đen trắng, hoa cúc đen trắng nha. Còn nếu như mà mình không thích hoa cúc đen trắng thì em sẽ có cho cả nhà mình là hoa cúc màu tím nha. Hoa cúc màu tím mã sản phẩm là 1223. Hoa cúc màu tím mã sản phẩm là 1223 nha cả nhà ơi. Còn màu đen là 1224. Chốt xe đồng giá cho cả nhà mình luôn 169.000 đồng thôi. 40 cho đến 65kg có đơn hàng nha. Và vải rất là đẹp nha cả nhà. Đây là hàng lụa mango, cái mặt vải của nó mịn nè. Mặt thì mát, co giãn nhẹ cho mình luôn. Một lớp, hai túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng. 169.000 đồng luôn. 169.000 đồng đồng giá nha ha.
Rồi bây giờ thêm sẽ thay tiếp cho mình một cái em đồng khác nữa nha. Nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em cả nhà ơi. Rồi ok nè chị Nhật Hạ nè, 1224 với chị luôn. 1224 với chị Nhật Hạ luôn, 169.000 đồng. Thích màu tím thì đặt cho em 1223, còn nếu như mà mình thích màu đen thì mình đặt ngay cho em 1224 nha. Đầy đủ 4 size, size M, size L, XL và 2XL. Từ 40kg cho đến 65kg là có đơn, 40 đến 65kg có đơn hàng luôn. Chị khách nào từ 40 cho đến 65kg đặt hàng sớm sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chạy hàng chỗ size cho mình luôn ạ. À, bây giờ thì em sẽ lên cho mình một cái em đầm mà em sale đi ha. Đây, em sẽ lên cho mình một cái em đầm mà sale cho mình luôn ạ. À, đấy chưa có mẫu nào nhưng ta đặt hàng sớm anh em tư vấn em chạy hàng luôn ạ. À, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nha. Đầm này cũng size lớn không cả nhà ơi. Em còn một cái thì một cái em dĩ nhiên em sẽ sale cho mình 99k nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1168. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1168 nha cả nhà, 1168. Em sale cho mình đầm này luôn ạ, 99.000 đồng nha, 1168. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng, ố 1167 em xin lỗi ạ. 1167 em xin lỗi cả nhà mình nha. 1167 đầm này em sẽ còn cho mình sẽ XL. Em chốt sale cho cả nhà mình luôn 99.000 đồng nha cả nhà, 99.000 đồng nha. Rồi size XL cho cả nhà mình đây, từ 55 cho đến 60kg mặc được, cổ tròn nè. Có phối cho mình hoa hồng màu tím nhạt, hoa hồng màu tím nhạt ha. Rồi đầm này không có túi tại vì nó có xếp ly vuông, và những cái mẫu đầm xếp ly vuông này thì cực kỳ che bụng rất tốt. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1167 nha, sale đặc biệt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 thôi, 99.000 đồng thôi. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chạy hàng giờ sau cho cả nhà mình luôn. 1167 kèm số điện thoại. Rồi 1167 kèm số điện thoại ngay cho em cả nhà ơi. Cổ tròn tay ngắn nè, dán đồng phơm xòe cho cả nhà mình luôn, mã sản phẩm 1167 nha. Chị nào chưa có cái đầm này của em đặt hàng sớm sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chạy hàng giờ sai luôn. Chị Phúc Bình nè, ok chị luôn ạ. À, rồi tùy theo chiều cao một em, bên em tư vấn em chạy hàng giờ sai, ok chị Phúc Bình 1219 luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn em chạy hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. À, mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Rồi mã hàng kèm giá kèm số điện thoại 1167 là size XL nha. 1167 là size XL như cả nhà nha. 55 cho đến 60kg mặc được luôn, 99.000 đồng cho cả nhà mình luôn ạ. À, hàng lụa Nhật cho mình cứ yên tâm là khi mà mình mặc lên nó rất là mát và thoải mái cho cả nhà mình luôn ạ. À, 99.000 đồng mẫu đầm này nha. Mã sản phẩm là 1167. Đó, cố gắng dùng đơn cho em 590.000 đồng trở lên thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc, đồng thời được tặng kèm thêm quà tặng thắt lưng trị giá 140 ha. Tùy theo chiều cao vòng eo bên em tư vấn cho hàng cho cả nhà mình luôn, 1167 99.000 đồng. Rồi ok, bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình một cái em đầm khác nữa nha cả nhà. Đây, lên cho mình một cái em đầm body. Đó, những chị khách quen thì mình chắc chắn là thấy body bên em rồi đúng không? Nhưng mà những chị khách nào mà mình mới vừa đến bên shop thì ok. Đây, em sẽ có cho mình cái đầm này đây, body, trăm mấy thôi. Trăm mấy là được cái body rồi. Rồi, em đang mặc trên người mạng sản phẩm 1213 nhé. 1213. Đầm này cũng 4 size đầy đủ cho cả nhà mình luôn, M, L, XL và 2XL, 40kg đến 65kg có đơn hàng. Và được cái đầm body này mặc lên nó đã lắm nha cả nhà. Nó mềm, nó mát lạnh luôn và đặc biệt vải của nó dày nha. Vải của nó dày mặc đã lắm, mặc rất là mát. Và nếu như chị các nào mà nói à em ơi tại sao mà vải dày mà lại mát em, thì mình có thể mua về mình trải nghiệm thử. Cái vải này là vải cô tông Thái nha cả nhà. Vải của nó dày dặn, có co giãn như thế này cho mình đây. Co giãn thì khá là tốt. Đó, thiết kế đầm này thì cổ này là cổ đắp chéo nha. Đây, cổ này là cổ đắp chéo với cả nhà mình. Thì cổ đắp chéo thì dĩ nhiên nó sẽ hở nha. Khi mà mình về nhà mình mặc á thì mình lấy kim chỉ mình cố định lại. Tùy theo cái ngực của mình, tùy theo vòng một của mình, vòng một của mình á khiêm tốn á thì ok, nó khác. Còn vòng một của chị nào đầy đặn á thì mình cố định theo tùy cái size vòng một của mình nha cả nhà. Đó, đầm này mặt vải của nó mịn mặt mát nha, nền vải của nó là màu xanh đen, có phối cho mình chấm bi. Em sẽ may cho cả nhà mình là một bảng eo đi ngang qua, và nhờ cái bảng eo này khi mà mình mặc lên á thì cái eo của mình sẽ được cái bảng eo này nó siết lại. Đó, nhìn cái eo mình nó sẽ nhỏ gọn hơn. Rồi cái hông này thì em sẽ may cho mình hơi phồng, cho nên khi là mình mặc lên á cái hông của mình nó sẽ trở thành hông quả táo nè, eo của mình sẽ được siết nhỏ hơn, và cái ngoại hình của mình, cái hình thể của mình nó sẽ cân đối hơn rất là nhiều luôn. Rồi chưa có cái mẫu đầm này nha, ta đặt hàng sớm nha cho em, bên em tư vấn nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1213, em sẽ sale cho cả nhà mình luôn là 199.000 đồng. Và ngoài 1213 này thì em sẽ có cho mình một màu nữa, đó chính là 1214. Thì đợi em xíu nha, đợi em kiểm tra lại cái nha cả nhà.
Em kiểm tra là ok là 1214 là cái này đây. Rồi đây là DA1214 như cả nhà nha. Thì cái mẫu là 1214 này thì cái á, nó cũng y chang vậy thôi, nó cũng co giãn. Hai cái vải này nó sẽ khác nhau một chút xíu nha. 1213 này thì vải của nó dày dặn hơn. Hơn 1214 này, nó rất là đẹp luôn ạ. À. 1229 size XL và 1167 size XL. Rồi tùy theo chiều cao vòng eo bên em tư vấn nha. Rồi có gì bên em báo lại cho chị Thanh Bình sau nha. Rồi em đang mặc cái người mạng sản phẩm 1213. Em đang mặc cái người 1213 đây. Còn cái em đang cầm lên tay 1214 này cả nhà ơi, đồng giá tiền như cả nhà mình luôn là 199.000 đồng, 40-65kg có đơn hàng luôn bao đầy cho cả nhà mình ha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm bên em tư vấn cho hàng dự size. Đó, nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha, 199.000 đồng luôn. Chị Doraemon nè, 1213 và 1214 chốt đơn. Rồi tùy theo chiều cao vòng eo bên em tư vấn em chị hàng giờ sao dùng nâng trưa cho chị có mã 1212. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm ngay cho em, chị có mã 1162 chị Minh Trang nè. Dùng nâng trưa là hồi nào chị ơi, nếu như mà sau 2 giờ đó, 2 giờ đổ lại đây á thì mình sẽ được dùng đơn ha. Rồi cố gắng đặt hàng sớm ngay cho em bên em tư vấn lên đơn nè. Rồi đang mặc trên người 1213, đang cầm trên tay 1214, thích màu nào có việc đặt hàng mẫu đó mình em tư vấn nha. Đầm này thì vải của nó khá là mịn luôn và vải của nó là khá là dày luôn nha cả nhà, có co giãn luôn. Mặt nó mềm, mát, thoải mái và đầm chống bi thì mình đặt mặc lên nhìn nó gọn gàng hơn. Và nếu như trong tủ đồ của mình đã có quá nhiều chống bi rồi thì ok, mình đặt cho em mẫu này 1214. 1214 nha. Thì em chỉ cầm như thế này thôi tại vì hai cái form nó giống nhau. Còn nếu như cái gì mình thích em mặc lên thì mình cứ việc cầm bên phía bên dưới em ơi mặc 1214 lên cho chị coi. Còn bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho mình mẫu nữa nha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm bên em tư vấn chị Lê, chị Nguyễn Thị Lựu, em chào chị yêu mình luôn ạ. À. Rồi tùy theo chiều cao vòng eo bên em tư vấn em chị hàng dự size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại như vậy ok ha. Rồi bây giờ thay mẫu cho cả nhà mình luôn ạ. À. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em bên em tư vấn em chị hàng dự size cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em như vậy ok ha. Rồi đây sẽ có cho mình thêm một cái em đầm mà đây cả nhà ơi, body suông đó, hồi nãy là body Gucci thì đây là một cái em đầm body suông mà cũng không kém phần xịn sò luôn ạ. À. Không kém phần xịn sò cho cả nhà mình luôn. Em đang mặc cái người mã sản phẩm 1230 ha, 1230 cũng không có kém phần xịn sò đâu. Chị khách nào đang coi livestream của em lâu lâu chấm bài tương tác cho em cái nha. Đầm này thì hàng cũng nói là vải gớm cả nhà ạ. Mỗi cái mẫu đầm em mặc lên thì các chị thấy nó sẽ khác biệt đúng không? Nó có cái độ sang, độ đẹp, độ dễ thương nó khác nhau. Rất là xinh. Đó cho là cũng tùy theo mẫu nha cả nhà. Cái mẫu đầm gớm này em nói thiệt với cả nhà mình luôn á, đợt trước em về cho mình là cuối năm ngoái á. Cuối năm ngoái em có về một đợt gấm thì giá tiền của nó là 349.000 đồng. Và bây giờ các chị mình thấy không, đây là tháng mấy rồi, tháng 9 rồi. Bây giờ là tháng 9 rồi đúng không? Em mới về được cho mình cái em đầm gấm này đây. Và em đảm bảo với cả nhà mình luôn, gấm này em nhập cho mình giá thành không có thấp đâu, rất là cao luôn ạ. À. Và em sẽ chốt cho mình 199.000 đồng là một cái giá mà em sell là lỗ vốn nha cả nhà, chứ không phải là thu hồi vốn đâu. Bình thường em bán cho mình 349.000 đồng, thật sự em đã không có lời bao nhiêu rồi. Và hiện tại thì em sẽ chốt sale cho cả nhà mình 199.000 đồng nha. Cố gắng đặt hàng sớm. Chị Minh Trang mã 1159 còn không em? Dạ còn chị nha. Đây là chị. Còn thôi. Nãy giờ em không có dám mặc tại vì em đã mặc quá nhiều trong nhiều bài livestream rồi. Em đã mặc quá nhiều rồi cho nên là em cũng chưa dám mặc luôn. Đây là 1159 nha cả nhà, 139.000, 139.000 ha. Bốn size đầy đủ cho mình luôn, XL và 2XL nha. Cái mẫu đầm này thì họa tiết của nó rất là dễ thương và giá tiền chỉ có 139.000 đồng thôi. Chị khách nào có rồi thì thôi, còn nếu như chị nào chưa có thì mình tranh thủ mình đặt hàng sớm nha. Thứ nhất là mình đặt hàng về thử coi shop này làm ăn sao, có giống hàng ở trên livestream hay không. Đó, còn thứ hai thì em dám chắc với cả nhà mình luôn là mình sẽ có một cái shop để mà mình gắn bó lâu dài nữa cả nhà. Thì vì đầm em đảm bảo với cả nhà mình luôn là đẹp, sang xịn mịn cho cả nhà mình luôn ha. Rồi. Ủa, xong rồi hả? Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn em chị hàng vừa size cho cả nhà mình luôn ha. Rồi mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1230. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1230, đầm này cổ tròn cái mình nè. Tay ngắn nè, bo eo dáng đồng phơm suông ha. Và có cái co giãn cho mình luôn, co giãn thì rất là tốt, cái co giãn này rất là tốt ha. Hàng vải gấm này thì không bao giờ làm cả nhà mình thất vọng đâu. Về nhà treo trong tủ đồ nó cũng sang cái tủ nữa cả nhà ơi. Đây mình nhìn giúp em, đây những cái viền hoa nè. Đấy, những cái vân hoa nó sẽ được dệt nổi trên này vải nha. Mặt bên ngoài thì nó khá là mịn, khá là bông.
Đó, còn bên trong thì sẽ được tráng mỏng một lớp thun cô tông. Đó, khi mà mình mặc lên nó sẽ mềm ha, êm nè, xốp xốp nhẹ nè, rất là đã luôn, thấm hút mồ hôi thì khỏi cần phải bàn cãi luôn à. 199.000 đồng, xứng đáng đồng tiền luôn cả nhà ơi, mua về rất đẹp luôn ạ. Rồi chị Minh Trang 1159 ok, chị Nguyễn Gái 1230 và 1214 199 ok luôn ạ. Rồi tùy theo chiều cao vòng em đi tư vấn 1214, em cũng cần một cái xanh lời duy nhất ở chị Nguyễn Gái hả. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha. Chị Hà Thanh này, nhanh tay đặt hàng sớm 1224 còn không? 1224 vậy em còn chị ơi, hồi nãy em mới mặc qua luôn á chị. 1224 em mới mặc qua tức thì cho mình luôn á, 169.000 á chị ơi. Đây, 1224 em mới mặc qua 169.000 đồng luôn nè chị ơi. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em bên em tư vấn nha. Đây là 1224 nha chị. Đây là 1224 chị nha. Tùy theo cái chiều cao và cái vòng eo thì bên em tư vấn em chị hàng vừa size cho cả nhà mình luôn. Rồi mã kèm giá kèm số điện thoại cho em. Đây là 1224 chị nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha. Còn em đang mặc cái người 1230 em đảm bảo với cả nhà mình luôn, cái hàng gấm này hồi cuối năm ngoái cả nhà mình chắc chắn là có coi livestream của em rồi, em bán với mình là 349.000 đồng. Hàng vải gốm em về hai mẫu năm ngoái 349.000 đồng, không giảm giá luôn. Cái đợt vừa rồi đấy em còn sót lại vài cái em mới sale 199 hay gì đó, 199.000 thôi. Còn ngoài ra là không bao giờ giảm giá cái đầm gốm, thì em nhập về giá thành rất là cao, cao gấp đôi gấp ba những mẫu khác. Ngày hôm nay thì em sẽ chốt cho cả nhà mình luôn 199.000 đồng, mua về trải nghiệm thử cả nhà ơi, rất là đẹp ha. Chị Hạ Thiên ơi, em đây nè chị. Dạ sao vậy chị, mình muốn hỏi gì em thì mình cứ cần bên thoải mái nha. 1238 còn không? Dạ con nha chị nha. Đây là 1238 nha chị. Đây là 1238, sáng giờ em thấy có rất là nhiều chị hỏi 1238 luôn. Đây nè, cái mẫu đầm này là 1238 và cái họa tiết rất là dễ thương nha. Cái họa tiết này rất là dễ thương nha cả nhà. Nền vải của nó là màu cam cà rốt nè, phối cho mình hoa nhỏ nhỏ li ti trải đều trên nền vải, ở ngoài màu cam, ở bên trong lót thun cô tông rất là mịn màng màu cam luôn. 169.000 đồng ha, may hai lớp phối kèm thêm hai túi khóa kéo phía sau. Cái đầm này em cũng đã mặc rồi và giá tiền là 169.000 đồng ha. Cái đầm này 169.000 đồng, mã sản phẩm 1238. Rồi chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm nghe cho em, bên em tư vấn em chị hàng vừa size luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại 1214. Ủa mới thấy đây mà ta, mới thấy đây, ai chốt mất tiêu rồi hả? Rồi 1214 em hết L rồi chị ơi, em mới thấy đây còn 3 size L, XL, 2X, chị đổi sang size XL dùm em nha chị. Chị gì đó ơi. Rồi chị Nguyễn Cái ơi, 1214 á chị đặt XL dùm em nha, em mới thấy còn size L đây thì bây giờ nó lại hết rồi. Đó em không ngờ luôn cả nhà. Nhanh tay đặt hàng sớm nha, đầm tím hoa bao nhiêu? Đầm tím hoa đâu chị? À đây nè phải chị? 199.000 chị nha, 199.000 đồng chị nha. Em sẽ mặc lên cho mình coi. Hả? Rồi đầm, à đầm tím hoa hả? Ờ cái này cũng tím này cả nhà. Đây cái này cũng tím nè, 169.000. Cái đầm này 169.000 đồng, mã sản phẩm 1223. Mã sản phẩm 1223, cái này cũng tím này cả nhà ơi, 169.000 đồng. Đó rất là đẹp luôn ha. Chị nào chưa có cái mẫu đầm nào đặt hàng sớm ngay cho em nha. À, em lên cho chị xem cho mẫu 40 tuổi đi. Chị ơi đầm bên em chuyên trung niên chị nha. Chuyên trung niên có cái mẫu đầm này thì hơi hơi trẻ trẻ. Đó. Còn ngoài ra mẫu nào cũng chuyên trung niên hết trơn á. Mấy chị khách bên shop em vậy đang coi live stream của em cũng vậy, U30 trở lên không à. Rồi cố gắng đặt hàng sớm nha. Bên em tư vấn cái em đang mặc trên người cũng vậy nè, U30 trở lên mặc hợp và sang. Đây là hàng vải gấm nha. Hàng vải gấm này cả nhà ơi, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Đó có cái mặt của em thì hai mấy tuổi thôi. Chứ các chị ơi đây nè, cái những cái mẫu đầm này bên em nè, U30 trở lên mặc hợp rất là sang luôn. Đây em sẽ che cái mặt của em lại nha. Đây các chị mình nhìn giúp em, đây là cái form dáng đầm trung niên cho cả nhà mình đây, rất là sang xịn mịn cho mình luôn. Từ cái hoa nè, từ cái chất liệu vải gấm như thế này nè, nó rất là đẹp luôn ha. Rồi đẹp lắm cả nhà ơi, coi dẹn cho mình luôn đây. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1230, 1230 ha. Chị mua tặng phải không chị? Rồi chị mua tặng mẹ hay tặng tặng ai thì chị ơi, nó rất đẹp. Đầm bên em là chuyên trung niên, mình cứ yên tâm đi, mua thoải mái. Chị Nguyễn Tiết Lợi em chào chị luôn ạ. À. Đang mặc cái nguồn 1230 nha, 199.000 đồng nha cả nhà, 199.000 đồng. Chị khách nào chưa có đầm nào đặt hàng sớm nha chị em, bên em tư vấn em chị hàng dịch thay ha. Rồi bây giờ thì em sẽ thay tiếp cho mình một cái em đầm khác nữa. Rồi mới sớm em chuyên trung niên cả nhà ơi, cho mình cứ yên tâm đặt hàng đi. Đây, em 54 cân da nâu nâu, chị tư vấn mấy mẫu mặt tôn da với ạ. À, chị Hà Thiên. Rồi ok đợi em xíu nha. Rồi mấy chị khách bên em á thì em thì thấy cái mẫu nào thì mặc cũng được hết trơn á, tại vì cơ bản á là không có mẫu nào mà mặc chìm da hết đó. Quan trọng á, mặc cho chị xem đi chị Ba Nghĩa. Dạ mặc cái mẫu nào chị ơi?
cái tao nhắn trôi đâu mất tiêu rồi, đợi em xíu nha. Đầm tím hoa bao nhiêu? À, cái đầm này đúng không chị? Cái đầm tím hoa này đúng không chị ơi? Đây, cái đầm tím hoa này đúng không chị? Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1205 nha cả nhà. Đầm em đang mặc trên người 1205, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Thì cái mẫu đầm này sẽ không kén da và không kén dáng người mặc nha. Mà để nói về một cái mẫu đầm mà tôn da cho chị á, thì em sẽ lên một số mẫu như thế này đi. Đây, một á là cái nền đen và hoa màu đỏ đỏ, tôn da với những chị nào mà mình da ngâm đen ha, da mình ngâm đen á thì những cái mẫu đầm như thế này, nền đen mà có họa tiết hoa nhỏ 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 như thế này, hoa màu đỏ màu trắng như thế này, thứ nhất là không làm cho mình quá chìm đó, và thứ hai thì những cái hoa nhỏ 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 màu đỏ đỏ như thế này nó sẽ không quá nổi đối với mình. Đây là một cái đầm cổ đắp chéo và phía sau thì sẽ có cài khóa nha, đó rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Đây, đây là cổ đắp chéo, mã sản phẩm là 1220, 169.000 đồng, rất là đẹp và xịn sò cho mình luôn. Đầm này thì có cổ đó, thì em nghĩ là da ngâm thì cái này những chị khách da trắng này khỏi phải bàn cãi nha, nhưng mà da ngâm thì ok. Rồi chị Hạ Thiên 1205, à chị thích cái mẫu này đúng không chị? 169.000 đồng, chị sẽ mặc vừa, cho em xin số điện thoại bên em gọi điện tư vấn nha. Cho em xin số điện thoại. Cái mẫu đầm này cũng vậy nè cả nhà ơi, đây là những cái mẫu đầm màu của nó thì hơi trầm một chút xíu, và khi mình diện lên chị khách nào da trắng thì mình không cần phải bàn cãi, nhưng mà những chị khách nào da nâu nâu thì ok, mình sẽ mặc ok thoải mái nha. Đó. Còn ngoài ra thì em sẽ có cho mình một số mẫu đầm như thế này. Đây là một cái em đầm phông suông. Đây là một cái em đầm phông suông và cái màu này thì được rất là nhiều chị ưa chuộng luôn. Đây là 1179, 1179 thì cái giá tiền rất là rẻ luôn, là 169.000 đồng. 60 kg trở xuống mặc được, với một cái giá tiền cực kỳ rẻ như thế này thì chị nào cũng có thể diện được đúng không? Đó, đây là 1179 nha. Đây là 1179 nha cả nhà, hàng xốp Thái, vải mềm, xốp co giãn cho mình luôn. Đây là 1179 dưới 60 kg mặc được ha. Đó. Những cái vị khách nào mà da nâu nâu thì mình mặc ok thoải mái nha cả nhà, rất là dễ mặc luôn, nhiều lắm cả nhà ơi, nhiều lắm. Mà bây giờ muốn em lên hết toàn bộ thì nó rất là nhiều. Đây, ví dụ như mẫu này đi, mẫu này cũng được luôn. Mẫu này là một cái màu tím sậm cho cả nhà mình, nhưng mà khi mà mình nhận được hàng ở bên ngoài thì một cái màu tím đậm nhìn nó rất là mới và mướt nha, rất mới và mướt luôn. Và cái mẫu đầm này em cũng đã tặng mẹ một chiếc mà, và các chị ơi, mẹ em thì không có trắng đâu, không có trắng đâu, thậm chí không có trắng nè, mà hơi thấp người. Mẹ em thì chỉ có cao 1m49 thôi, 48, 49 thôi. Đó, 48, 49 là mẹ em nói vậy thôi, chứ tầm 1m45 hơn xíu à. Đó, và có bụng đồ luôn. Thì cái mẫu đầm này khi mà mẹ em mặc diện lên thì rất là sang và không có kén da gì hết. Đây là 1204, 199 ngàn ha. Rồi co giãn nha cả nhà, đầm này co giãn cho mình rất là ok luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người 1205 nha cả nhà ơi. Em đang mặc trên người 1205 nha cả nhà. Đầm này thì có giá là 169.000 đồng. Cổ tròn này có phối cho mình ba cái nút phía trước, nền đen có phối cho mình họa tiết hoa cúc nè, màu xám xanh như thế này ha. Đó, đơn giản dễ mặc, màu hoa cúc cho mình luôn, 169.000, 169.000 đồng ha. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em nha, chị lên mấy cái cổ đắp chéo nữa đi, chọn thêm rồi ok chị ha. Bây giờ em sẽ lên cho mình cái đầm cổ đắp chéo nha, để mình có thể chọn thêm. Thì trước khi em lên cái cổ đắp chéo, em sẽ mặc cái mẫu mà màu màu tím có bông cho chị khách nào đó coi nha. Em lên cái màu tím có bông nha. Rồi, lấy 1213 ok chị luôn, 1213 7 nó dày hơn 1214 á chị. Khi nào 1214 em có hàng á, hay là khi nào 1214 em kiểm tra còn sót hàng em báo cho mình để mình chốt ha. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nha. Em đang mặc trên người 1205, 169.000, 169.000 đồng. Bây giờ thì em sẽ mặc lên cho mình một cái em đầm mà màu tím có bông siêu trước nha chị. Hồi nãy chị khách kia comment trước rồi, em lên trước nha. Rồi em lên cho mình cái cổ đắp chéo để mình chọn. Đó, rất là dễ mặc luôn. Những cái màu đầm đó thì cực kỳ dễ mà, cho những chị khách nào da hơi nâu nâu xíu. Đầm anh em thì em thấy mẫu nào cũng dễ mặc hết trơn á, trừ mẫu này nha cả nhà, trừ mẫu này nha, màu tím thì nó hơi sáng. Chị khách nào mà da nâu quá thì mình mặc nó sẽ hơi đen đen. Rồi em đang mặc trên người 1223, 1223. Rồi đầm này em sẽ có cho cả nhà mình là 4 size, size M, size LXL và 2XL, 40 kg cho đến 65 kg có đơn hàng nha. Màu này là màu tím, và màu tím này nó khá là sáng ha, màu tím nhạt, co giãn nhẹ cho mình luôn. Nền bảo màu tím có phối cho mình hoa nhỏ nhỏ nè, có phối cho mình hoa nhỏ nhỏ nè, nhụy màu vàng ha. Rồi viền cổ bèo thì sẽ là viền hoa mai như thế này, viền ren hoa mai, 169.000 luôn. Mã sản phẩm là 1223,
Và nếu như mình thích cái mẫu đầm này nhưng mà mình không thích cái màu lắm thì ok, em sẽ có cho mình màu khác, đó chính là 1224. 1224 này dễ mặc này cả nhà ơi, 169 ngàn đồng thôi. 169 ngàn đồng, 1223 là màu tím. Còn 1224 là màu đen cho em nha, từ 40kg cho đến là 65kg, có đơn hàng 169 ngàn thôi, có trăm mấy thôi. Mua về nhà, mua về nhà coi sao cả nhà, mua về nhà nhiều khi mà mình ưng luôn á, mình ưng là lần sau mình ghép mình mua hoài luôn cả nhà ơi, rất là đẹp, hai trăm mấy chỉ thôi. Rồi em đang mặc cái nguồn 1223, còn cái em đang cầm trên tay là 1224, hàng lụa mango cao cấp cho cả nhà mình luôn, hàng lụa mango nha cả nhà. Thì vải này nó sẽ mịn nè, mềm, có co giãn nhẹ, form dáng đầm thì y chang em đang mặc trên người đây. Em may một lớp phối kèm thêm cho mình hai cái túi ở hai bên và khóa kéo nằm đằng sau lưng ha. Rồi 1223 màu tím, 1224 là màu đen cho em luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, 169 ngàn, 169 ngàn thôi. Bây giờ em sẽ thay thêm cho mình cái em đầm cổ rất chéo nha cả nhà. Tùy theo cái chiều cao và cái vòng eo của mình thì bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới và tư vấn chốt đơn hàng cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại nghe cho em, như vậy là ok ha. Rồi bây giờ thì em sẽ thay thêm cho mình một cái em đầm khác nữa ạ. Đây, đầm cổ rắp chéo, nền đen, có phối cho mình hoa nhỏ 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 nhỏ, rất là cưng. Rồi ok nè, chị Thúy Nguyễn luôn, 1224 nha chị. Tiếp tục em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1220. Cái đầm hiền nó sẽ hơi rộng hơn so với em một chút xíu, tại vì cái này là cái size L ha. Rồi chị Ba Nghĩa 1223 đang mặc ok, 1223 là màu tím ha. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1220. Cái này nó hơi rộng hơn so với em cho nên là em sẽ bóp em là một chút xíu nha cả nhà ơi. Đang mặc trên người 1220 ạ, 169 ngàn đồng thôi, giá khá là rẻ luôn. Cái đầm này thì em đảm bảo với cả nhà mình rồi, mặc lên là mình thấy rồi đúng không? Dây trắng hay là da ngâm gì diện nó được hết. Dây trắng, da ngâm gì diện nó thoải mái luôn á. Đầm này thì chỉ có giá tiền là 199, ủa em xin lỗi, 169 ngàn đồng thôi ạ, 169 ngàn đồng. Thiết kế đầm này là cái cổ vét và được đắp chéo qua chéo lại như thế này nha. Chéo qua chéo lại như thế này thì cái phần này nó sẽ không có được cố định. Về nhà nếu như mà mình muốn kín nữa thì mình cố định lại cho em bằng vài vòng chỉ vô ha. Rồi từ đây đi xuống em sẽ may kín, có một đường eo đi ngang qua, có một chiếc túi phía trước như thế này nha, đừng lừa cái điện thoại nha cả nhà. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1220, 169 ngàn đồng, chất liệu vải xốp Thái nha. Thì vải xốp Thái cái mặt vải của nó sẽ hơi gọn sóng nhẹ một chút xíu. Và 40 mẫu đầm chỉ được một hoặc hai mẫu xốp Thái như thế này thôi. Một hoặc hai mẫu vải xốp Thái như thế này thôi, rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Vải xốp Thái được cái mềm xốp, có co giãn nhẹ luôn, gọn sóng ha. Em may cho mình hai lớp, một túi khóa kéo phía sau, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1220. Chút đặc biệt cho cả nhà mình luôn là 169 ngàn đồng. Rồi ok, chị Nhung Bích nhận được mẫu này rồi nè, rất là đẹp luôn. Chị nào chưa có cái mẫu đầm này đặt hàng sớm ngay cho em nha. 1220 kèm số điện thoại, 1220 kèm số điện thoại luôn, chút sẽ đặc biệt cho cả nhà mình luôn à. Chỉ còn có giá tiền là 169 ngàn đồng, đây là phía sau nha cả nhà. Tại vì nó hơi rộng quá cho nên em kẹp cái eo lại một chút xíu. Đây em đang mặc trên người XL đây, rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha. Dạ không nha chị nha, đơn hàng 590 ngàn đồng trở lên mới được miễn ship. Tại vì những mẫu đầm này bình thường lúc mà em mới vừa về hàng các chị mình theo dõi rồi là giá tiền của nó là 299 ngàn đồng. Và ngày hôm nay là livestream em xả hàng, em chốt cho mình 169 ngàn đồng một chiếc thôi. Đó, giá rất là rẻ, rẻ hơn là gần như là một nửa cho cả nhà mình luôn rồi. Rẻ hơn gần như là một nửa cho cả nhà mình luôn. Thì các chị mình dùng đơn 590 ngàn đồng trở lên, bình thường cho tới bây giờ vẫn vậy, bình thường cũng 590 ngàn đồng trở lên được miễn ship tặng quà. Và bây giờ cũng vậy luôn, 590 ngàn đồng trở lên vừa được miễn phí giao hàng toàn quốc, vừa được tặng kèm thêm quà, tặng quà tặng có thể là thắt lưng hoặc là ghim cài áo nha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm chị Nguyễn Minh Trang này, ok chị luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1220. Tiền ship cũng vẫn rất là rẻ nha cả nhà. Tiền ship thành phố có 10.000 thôi, ngoại thành thành phố 30.000 đồng đồng giá nha. Cố gắng đặt hàng sớm ngay cho em 1220 kèm số điện thoại cho em 169 ngàn đồng luôn ạ. 169 ngàn đồng, đồng này cổ đây là cổ đắp chéo nè. Đây cái cổ đắp chéo nè, rất là dễ mặc luôn đúng không? Nền đen này có phối cho mình hoa nhỏ nhỏ, màu đỏ đỏ trắng trắng ở mình đây. Vải mềm xốp có co giãn nhẹ, mặt vải gợn sóng li ti ha. Cái mặt vải này sẽ gợn sóng li ti nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn ha. Rồi nhanh tay đặt hàng 119k chị Hào Anh, ok. Đây 119k. Hai mẫu này mình thích em mặc mẫu nào, màu đen hay là màu xanh nè? Mình thích em mặc màu đen hay là màu xanh nè? Mình comment phía dưới góc màn hình dùm em 119k thôi. Đấy,
99k thì em đã lên hết rồi. Đáng lẽ ra nãy giờ em tắt like rồi, cả nhà em đang còn đang đứng chần chừ với mình đây. Đó, hai mẫu này chị thích em mặc cái mẫu nào thì mình comment phía dưới giùm em, màu đen hay màu xanh, để em biết cái mặt lên cho mình 119.000 nha. Rồi em đang mặc trên người mã sản phẩm 1220 169.000. 169.000 đồng, chị khách nào chưa có cái đồng nào đặt hàng sớm ngay cho em tư vấn em chị hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại. Đây là một cái mẫu đầm mình đơn giản dễ mặc. Ví dụ như chị Hạ Thiên ơi, bây giờ chị lỡ rồi đặt hai chiếc đó, mà mình mới vừa đến với shop em, mình đặt hai chiếc đúng không? Đó thì mình tốn ship thành phố 10.000, ngoại thành thành phố 30.000 đồng, thì lúc đầu mình tốn ship vậy đi, về nhà coi coi đầm có ưng không, nếu như ưng lần sau quay lại mua nữa, nếu như về nhà ưng lần sau quay lại đây mua nữa rồi mình dồn đơn đó. Rồi cố gắng là hàng sớm ha, bên em tư vấn em chị hàng chưa sai. Rồi 1192 còn không em? Dạ còn gì nha, 1192 em còn nha. 1192 thì em sẽ còn cho cả nhà mình là size M, XL và 2X thôi, size L thì em hết hàng rồi. Đó, cố gắng nạp hàng sớm ngay cho em tư vấn nha. Bây giờ thì em sẽ thay đầm 119k. Đó, chị khách nào mới vô thì em cũng không ép mình mua nhiều, chỉ là mình mua một hai chiếc trước làm quen và mình sẽ tốn ship nha. Đó, ship thì rất là rẻ, 10.000 cho tới 30.000 thôi. Còn ngoài ra, sau khi mình mua đầm về rồi, đẹp thì quay lại đây với em, quay lại đây săn sale với em, mỗi ngày em đều livestream hết cho mình và mỗi cái bài live thì sẽ có những mẫu khác nhau. Đó, cố gắng đặt hàng sớm. Bên em tư vấn nha, và bên em thì về cho mình rất là nhiều đợt đầm. Ví dụ như đợt này mình không đặt hàng, đợt sau mình kiếm mấy màu này không có. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu khác nữa nha, đợi em xíu ạ. À. Rồi, mẫu mới mặc mãi gì vậy? Chị Hoàng Trần. Là sao vậy chị ơi? Em đây là 1220. Đây là 1220 này. Rồi. Còn mẫu này là 1223, đây là 1223. Nào đây là 1223 chị nha, 169.000 thôi, 169.000 đồng thôi. Rất là rẻ. Đấy, 169.000. Rồi, còn đây là 1205. Trời, cái mẫu đầm này thì màu của nó hơi buồn cả nhà. Cái mẫu đầm này thì màu của nó hơi buồn một chút xíu nhưng mà rất là xịn sò luôn đúng không? Trời, mẫu đầm này thì 179.000. Mẫu đầm này thì 179.000 đồng, mã sản phẩm 1205 nha, 179.000 đồng, rất là mịn cho mình luôn. Có co giãn luôn, hàng này hàng lụa satin nha cả nhà ơi. Cái màu hình này thì đơn giản và dễ mặc ha. Rồi, tùy theo chiều cao phòng em tư vấn nha cả nhà. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người nè, mẫu đầm này cũng dễ mặc nữa nè cả nhà ơi. Rồi chị Trần Thảo nè, một cái 1220 ok. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1210. 1210 này thì chỉ còn 3 size thôi. Rồi, em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1210. 1210 đầm này à, mặc mặc 1192 chị xem ok chị ạ. À. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1210 như cả nhà, 119.000 thôi. Cái đầm này có 119.000 đồng thôi, 40 cho đến 70 kg có đơn hàng. Cái mẫu đầm này da trắng da ngâm diện được luôn nè chị ơi, rất là đẹp ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm 1230 như em ơi chị Nguyễn Lý. 1230 là cái này chị nha. 1230 là cái này chị nha, 199.000 đồng. Đây là hàng vải gấm có co giãn rất là tốt. Nó co giãn rất là dữ luôn cả nhà. Đây là hàng vải gấm nha. Cái mặt bên ngoài thì là mặt gấm nổi, còn cái ở bên trong sẽ được tráng mỏng một lớp thun cô tông, mặt rất là mịn và mướt cho mình luôn. Đây. Bên ngoài này mặt gấm nổi, mềm xốp nhẹ nè. Đó mềm, nó có cái độ bông rất là đã luôn ạ. À. Đây là 1230 199.000. Rồi màu tím mã gì? Màu tím mã sản phẩm là 1223. Màu tím mã sản phẩm 1223. Đó, 1223 169.000, 169.000. Rồi, tiếp tục em đang mặc cái người 1210. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1210 còn 3 size, size M, size XL và size 2XL, 40 kg đến 70 kg có đơn hàng luôn và trước sale luôn cả nhà ơi. 119.000 đồng thôi, 119.000 đồng, mã sản phẩm là 1210, 119.000 đồng thôi ạ. À. Rất là đẹp, nền vải là màu đen, phối cho mình là hoa hồng, màu hồng ha. Mẫu đầm này da trắng da ngâm diện được luôn ạ. À. Rồi cái eo có bo thun, cái eo này rất cái thun này rất là tốt nha cả nhà, tại vì em may cho mình cái gọng thun to nè. Đó khi mà mình mặc lên, thứ nhất là nó không có siết quá cái người của mình. Đó không có tạo ra vết lằn khi mà mình mặc cái mẫu đầm này lên quá lâu. Còn thứ hai là cái cộng thun to này khi mà mình diện lên người thì mình không có sợ đang đi chơi hay đang đi tiệc cái nó bị đứt ra giữa chừng. Rất to giãn rất là tốt, hàng ngày em để test cho mình nha, mình cứ yên tâm 40 tới 70 kg mặc được luôn, 119.000, 119.000 đồng nha. Đừng quên chia sẻ livestream em lên tường nhà mình vào nhóm và để với chế độ công khai nha cả nhà.
Em đang mặc trên người mã sản phẩm là DA1210. Đang mặc trên người mã sản phẩm là 1210. Chị khách nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm ngay cho em bên em tư vấn về hàng giờ size 1210 kèm số điện thoại luôn ạ. 1210 kèm số điện thoại ngay cho em, vải của nó mềm này cả nhà ơi. Cổ tròn cái cả nhà mình đây, tay ngắn ngắn nè. Đó, đầm này chất liệu vải của nó là vải tôm Thái nha, cái mặt vải của nó mịn nè, mát nè, thoải mái, một lớp hai túi luôn. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em nha. Rồi, áo em mặc có dài hơn nữa không? Dạ không chị nha. Cái em đang mặc trên người nó sẽ dài qua gối em 5 phân, em cao 1m65. Em cao 1m65, cái đầm này dài qua gối em 5 phân. Chị khách nào mà mình cao 1m55 sẽ dài qua gối mình 15 phân thì cả nhà, là dài nửa bắp đùi. Chị khách nào cao 1m55 thì đầm này nó sẽ dài nửa bắp chân của mình nha. Rất là đẹp. Rồi, 119.000, 119.000 đồng nha cả nhà ơi. Còn mẫu body nào khác không? Tại vì da chị hơi đen. Là sao chị? À, chị Nguyễn Lý. À, 1230 có chị. Có chị nhé, chị Hoàng Trân ok chị luôn. Rồi có chị nhé. Body đây. Da mình hơi đen đây. Đây là 1213. 1213 body body bút chì, nãy có rất là nhiều chị đặt hàng mẫu 1213 này rồi, em đã mở với cả nhà mình luôn á. Cái mặt ngoài của nó nè, mặt trong này rất là mịn nha, cái mặt trong này rất là mướt luôn á cả nhà ơi, nó mịn lắm. Mặt rất là đã luôn, có khóa kéo luôn. Đầm này body thì không có túi, tại vì body nó ôm sát người mình, cho dù có may túi, thứ nhất là nó cộm, nó bằng cái túi lên, không thẩm mỹ, và cái thứ hai là mình không có đựng được gì hết đó. Rồi nhanh tay, nền màu trắng không? Nền màu trắng, nền màu kem được không chị? Nền màu kem kem được không chị ơi? Cái này nền màu kem kem mà sản phẩm 1236 299.000, cái này nền màu kem đó, cũng rất là đẹp cho cả nhà mình luôn ha. Rồi đây nè chị ơi, cái này là body ha, cái này body mà sản phẩm 1213 body bút chì. Chị có thích em mặc cái body bút chì này không, comment phía dưới cho em nha. Body bút chì này em đã từng mặc qua rồi nha chị, em đã từng mặc qua rồi. Mã sản phẩm 1213, giá tiền của nó sẽ là 199.000 luôn. Đây rất là đẹp ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm bên em tư vấn về hàng giờ size nha. Rồi chị nhớ quê nhà, chị nhận được đồng bên em rồi. Đẹp, ok em. Em cảm ơn chị rất là nhiều luôn ạ. Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Em đang mặc cái người 1210, 119.000, 119.000 đồng. Em đảm bảo với cả nhà mình luôn, mặc rất là đẹp nha. Tùy theo chiều cao phòng em thì bên em sẽ tư vấn lên đơn cho cả nhà mình luôn. Cố gắng đặt hàng sớm rồi. Đang mặc cái người 1210 nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ thay cho mình cái mã là 1192. Rồi em sẽ thay cho mình mã 1192 nha. Đợi em chút xíu nha cả nhà nha. Chị nào muốn em mặc mẫu nào thì mình comment sớm cho em nha cả nhà. Rồi cố gắng đặt hàng sớm bên em tư vấn em chị hàng giờ sai cho cả nhà mình luôn. Đây em sẽ mặc cho mình cái mẫu đồng mà 1192, 1192 đây. Thì chỗ nào mình yên chờ chị luôn ạ. À. Rồi. Tiếp tục em đang mặc cái người mã sản phẩm 1192. Đó, để em chỉnh nó lại ha. Cái đầm này thì cổ lắp chéo, khi mà mình mua về nhà thì các chị mình nhớ là mình chỉnh lại cái cổ giùm em. Chỉnh lại có nghĩa là sao cả nhà ơi, tại vì nó sẽ hở nha, nó sẽ hở cái phần này. Và mình mua về nhà thì mình sẽ cố định lại bằng kim chỉ là giùm em. 1213 mặc cho chị xem ok. Rồi 1213 thì hồi nãy có rất là nhiều chị khách bên em đặt hàng cái mẫu 1213 thì em đảm bảo với mình luôn, 1213 vải nó dày nhưng mà mình mặc rất là mát. Chị Hảo Anh này 1224 ok, 1224 là này vải màu đen nha chị. Đây là 1224 chị nha. Đây là 1224 chị nha. Màu tím là 23, màu đen là 24. Đấy. Còn đây là 1210 119.000, 119.000. Rồi tiếp tục em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1192, theo yêu cầu của chị gì đó bảo em mặc lên thì đây. Em đang mặc cái người mã sản phẩm là 12. Ồ em xin lỗi, 1192, 1192 nha cả nhà, 1192. Đầm này thì em sẽ có cho cả nhà mình là 3 size, size M, size XL và size 2XL, M, XL và 2XL. Đầm này thiết kế là cổ đắp chéo, tay lỡ cho mình luôn, bo nhẹ phần eo, dán đầm phơn xè luôn ạ. Đầm này thì cũng là họa tiết beo và cũng rất là hot hit bên em. Hàng vải lụa mango cao cấp, cái mặt vải rất là mịn luôn ạ. Em may cho mình nguyên một bạn eo to đi ngang qua eo nha. Rồi, bên em thì sẽ có phối cho mình mấy cái nút như thế này. Nhìn kỹ thì sẽ thấy nha cả nhà, ở bên ngoài thì nhìn thấy rõ lắm. Tại trên livestream á mình phải nhìn kỹ một xíu mới thấy. Họa tiết beo nè, đó có phối màu, có phối beo cho mình luôn, rất là xịn sò. Và cái cổ này thì sẽ có xếp ly cho mình ha. Rồi mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là 1192, 299.000 đồng, 3 size cuối cùng cho cả nhà mình luôn. Là size M, size XL và size 2X.
Size M, size XL và size 2XL. Chị khách nào chưa có đầm này đặt hàng sớm ngay cho em, bên em tư vấn về hàng chiều size cho cả nhà mình luôn. 1192 kèm số điện thoại 299.000 đồng ha. 1192 kèm số điện thoại ngay cho em, bên em tư vấn anh chị hàng chiều size, hàng lụa mango cao cấp nha cả nhà ơi. Đầm này khá là dài, em cao 1m65, nó sẽ dài qua gối em là tầm 20 phân nha cả nhà. Đầm này khá là dài luôn á, nó dài qua gối em là gần 20 phân nha. 18 phân dài qua gối 18 phân luôn. Mã sản phẩm 1192. Cái gì mình thích mặc dài thì mình có thể để dài dài như thế thì mình mặc. Còn nếu như hồi nãy trồng đầu cái kia nó hơi xù xì một xíu ha. Rồi còn nếu như mà mình không thích mặc dài, có thể lên lại cắt ngắn tùy thích mà không hề sợ bị mất cái form đầm của mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1192 nha chị Doraemon, 1192XL ok. Em chỉ còn size M, size XL và size 2XL thôi. Và đầm này thì sẽ không còn về lại nữa. Em về mấy đợt rồi cả nhà, em về tới về luôn mấy đợt rồi, thì đợt này em không còn vải để về nữa đâu. Trời, có một số chị khách hồi trưa này nói là em ơi size L còn không, em ơi em về size L đi. Thì cả nhà ơi, em hết vải rồi, em không có còn về được nữa. Hiện tại em chỉ còn 20 mấy cái thôi, MXL và 2XL. Chị khách nào đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc cái người 1192 rất là sang chảnh luôn cả nhà, vừa sang vừa chảnh luôn nè, 299.000 ha. Bây giờ thì em sẽ thay cho mình cái mẫu 1213 nha. Rồi ok nè chị Ánh Tuyết, 1192 luôn ạ. Chốt cho các chị mình luôn là 299.000 đồng, ráng gộp đơn nha cả nhà. Ôi cái mẫu đầm này đẹp lắm, đầm bê bên em là đồng giá 299.000 đồng nha, khỏi bàn cãi nha cả nhà. Và các chị mình đợi nó xuống giá thì hoàn toàn là không có nha, không có thể nha cả nhà ơi. Đầm bê hiện tại nó rất là hot, và để mà nhập được một cái số lượng vải lớn khổng lồ để mà mình may đồng cho mình á, rồi còn may ra thành phẩm các thứ nữa thì tốn khá là nhiều chi phí, và em bán với mình giá rất là rẻ luôn. Chị nào chưa có nhanh tay đặt hàng sớm nha. Rồi ok chị Liễu Phạm, 1210, 119.000, 119.000 đồng luôn ạ. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mẫu đầm khác. Rồi em đang mặc trên người nè, chị đã mua một đầm beo bên shop của em rồi, hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị Nguyễn Lý ạ. Rồi tùy theo chiều cao vòng em, bên em tư vấn nha. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1213. Em đang mặc trên người mã sản phẩm 1213 cho cả nhà. Thì tạm có ba cái mẫu đầm beo đó, thì ba mẫu là nó hoàn toàn khác nhau đó. Một đó là nó khác về form, và hai là nó khác về màu. Có cái giống giống form thì cũng khác màu thôi. Rồi em đang mặc cái người 1213 nha cả nhà. Cái đầm này thì da trắng da ngâm đồ là mình diện lên được hết. Thứ nhất là da trắng da ngâm mình diện lên được hết. Còn cái thứ hai thì cái form dáng đầm của nó là body bút trời. Vậy là khi mà mình đi đứng, mình di chuyển, mình đứng lên, mình ngồi xuống thì hoàn toàn không hề lo lắng. Hoàn toàn không hề lo lắng cái gì hết á. Đi đứng, di chuyển, đứng lên, ngồi xuống thì nó là thoải mái cho cả nhà mình luôn ha. Đây, rồi mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm là, rồi chị Lê Thị Thu Thủy nè, 1192 mận đẹp và sang. Ok em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị đặt hàng có gửi không, mà chị nhận được hàng hai chiếc 1192 với 187 thì phải, là sao chị Hoàng Quế? Rồi để có gì bên em sẽ tư vấn với chị nha. Em đang mặc cái người mà sản phẩm 1213, đầm này sẽ có cho mình nguyên một bảng eo to ngay cái đây nè chị ơi, ngay eo đây sẽ có một bảng eo ha. Rồi cái bảng eo này to thì nó sẽ xiết cái eo của mình lại. Nếu như cái chuyện mình có bụng đó thì nó sẽ xiết cái bụng của mình lại chắc hơn. Một cái sợi eo đi ngang qua, một cái sợi mà mang eo đi ngang qua thì nó sẽ không xiết chặt bằng một cái bảng eo đâu cả nhà. Và cái bảng eo này rất là chắc chắn luôn ha, không có sợ bị bung chỉ luôn. Đó, còn thứ hai thì cái phần hông này của mình khi mà mình mặc lên, cái hông này nó sẽ phồng. Đây, cái hông này em mang hơi phồng như cả nhà. Cái hông này em mang hơi phồng thì khi mà mình mặc lên á, cái hông này nó sẽ tròn, hông quả táo nè. Eo của mình sẽ được siết nhỏ gọn hơn cho mình luôn. Và giá tiền ngày hôm nay thì chỉ còn có giá tiền là 199.000. Rồi ok, còn hàng chị ơi. Dạ còn hàng ạ. Em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1213. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1213. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm này thì mình đặt hàng sớm ngay cho em luôn ạ. 1213 kèm số điện thoại bên em tư vấn em chờ hàng chịu size. Rồi em chờ chị Ngân Trần luôn ạ. 199.000 đồng thôi, giá cực kỳ rẻ. Giá này phải nói rất là rẻ luôn, tranh thủ đặt hàng sớm ngay cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1213, 199.000 đồng. Thì mẫu đầm này em sẽ có cho cả nhà mình hai size. Chị khách nào mà da mình trắng á, thì mình mặc rất là bật tông. Còn nếu như da mình ngâm đen thì cái mẫu đầm này thì nó sẽ mặc lên rất là ok đối với cả nhà mình. Nền vải của nó thì là màu xanh đen và kết hợp với lại họa tiết chấm bi. Đó, mặc lên vừa trắng da và vừa gọn dáng với những cái em chấm bi này ha, rất là đẹp luôn. Thì đầm body thì em sẽ không may túi như cả nhà. Thứ nhất là nó sẽ mất thẩm mỹ, tại vì cái túi nó sẽ bị lộ lên.
khi mà mình mặc lên nó ôm người mình á, cái túi nó sẽ bị lộ lên, và thứ hai thì mình sẽ không không có đựng được gì vô cả đó. Cho những cái mẫu đầm xòe thường em sẽ có may túi cho mình và không có thêm tiền gì hết, không thêm một đồng nào cả. Còn body thì nó sẽ không có túi nha. Rồi em đang mặc trên người 1213, chốt sale cho mình luôn 199.000 đồng, thì em sẽ có cho mình là hai màu đây, 1213 và 1214. 1214 cái phong y chang, 1214 thì em chỉ còn hai size XL và 2XL, 55 đến 65 kg có đơn. Còn em đang mặc trên người 1213 từ 40 đến 65 kg có đơn hàng luôn ạ. Đồng giá luôn là 199.000 đồng cho cả nhà mình luôn ha. Nhanh tay đặt hàng sớm ngay cho em váy bông xanh dương sau lưng đi, váy bông xanh dương sau lưng. Cái này là xanh cuban nha chị, cái này là xanh cuban ha. Rồi đúng đó không nè. Rồi em sẽ mặc nó lên cho cả nhà mình xem ha. Chị khách nào chưa có cái mẫu đầm nào nha, ta đặt hàng sớm giùm em nha. Em đang mặc cái ngồi mã sản phẩm là 1213 nha cả nhà. Mẫu em đang mặc cái ngồi mã sản phẩm là 1213 nha cả nhà ơi. Chị khách nào chưa có cái đầm này đặt hàng sớm cho em, bên em tư vấn nha. 1213 kèm số điện thoại bên em tư vấn em, chị hàng giờ sai 199.000 đồng. Cái đầm này á, chị khách nào gầy gầy á thì mình mặc đẹp rồi không nói, nhưng mà chị khách nào hơi tròn người thì mình diện cái mẫu đầm này lên khá là ok nha cả nhà, tại vì nó vừa siết eo của mình mà cái hông này em may cho mình hơi tròn nữa, khi mà mình mặc lên cái hông của mình nó thành hông quả táo đẹp lắm nha, và cái eo của mình nó sẽ được siết gọn hơn. Nhưng chị khách nào hơi tròn người mà mình thích mặc body thì mình nên chọn mẫu này 1213. 1213 ha, rất đẹp, 4 size. Chị Nguyễn Lý 1213 ok, chị Tạ Trang 1213 ok chị luôn. Tùy theo chiều cao vòng eo bên em tư vấn với cả nhà mình luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại bên em tư vấn chút sale nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình mẫu khác. Rồi xem lại cái váy vừa nãy với ạ. À, chị Hạ Thiên, váy vừa nãy là váy gì chị ơi? Trời ơi em bó tay chị luôn. Cái váy nào chị ơi? À váy 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 beo đúng không? À cái váy da beo chất liệu vải gì vậy em? Ồ em xin lỗi chị nha, em quên nữa. Em lo trả lời. Em lo trả lời cái em lại quên giới thiệu chất vải. Cái chị ơi, nếu như mà mình coi livestream mình thấy em quên cái nào mình nhắc em dùm em nha. Rồi 1213 thì chất liệu vải cũng là vải cô tông thái nha cả nhà. Đây là vải hàng cô tông thái. Cái này là hàng vải cô tông thái nha cả nhà. À ơi, nó rất là mịn nha. Thứ nhất là nó mịn. Nó mịn nè. Thứ hai là nó không có nhăn gì hết trơn á. Thứ hai là nó không có nhăn nha cả nhà nha, không có nhăn nhầu gì hết luôn nè. Còn cái thứ ba là nó co giãn. Trời ơi, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa cả nhà ơi. Nó đẹp lắm. Cái mặt vải của nó mát nè, mịn nè, co giãn nè, và đặc biệt không nhăn nhầu. Đó, vải của nó thì dày, khá là dày. Vải của nó thì khá là dày nha cả nhà, cho là khi mà mình đi đứng di chuyển, mình đứng lên, mình ngồi xuống, mình cũng sẽ không có lộ cái vân quần bên trong của mình ra. Đó, nó rất là xịn như vậy. Cho dù mình mặc cái quần ở bên trong đó, nó không có bị lộ vân đâu. Vải này vải dày dặn mặc đã lắm. Thật sự luôn á, đi đứng di chuyển, đứng lên ngồi xuống thoải mái cho cả nhà mình luôn, 199.000 đồng. Thì một cái em đầm nó quá đẹp như thế này thì mình đáng nên nên mua 199.000 thôi. Rồi, cái váy veo đúng không? Rồi, cái váy veo. Cái váy veo là 1192 nè chị ơi. Tại vì cái chị mình biết sao không, là cái điện thoại của em á, khi mà một like 1 tiếng 30 phút nó sẽ tự văng đi. Cho dù em không có tắt, nó cũng sẽ tự văng đi. Cho nên là em sẽ tranh thủ. Em sẽ tranh thủ nha. Đây là 1192 nha chị. Nếu như mà em, nếu như chút xíu nữa em tắt like thì chị có thể là coi lại bài livestream này và chị kéo lại cái lúc em mặc cái đầm beo này ha. Chị kéo lại cái lúc em mặc cái đầm beo này rất là sang xịn mịn như mình luôn, da trắng da ngâm mặc được hết. Da trắng da ngâm mặc được hết. Và em đã mặc ba cái mẫu đầm beo trong bài livestream này rồi. Xíu nữa thì mình sẽ bật lên và mình coi lại nha cả nhà. Nhớ coi lại nha. Rồi, đây là 1192 đầm beo rất là xịn sò luôn. Và nếu như mà nói mà trong ba mẫu đầm beo thì em thích mẫu beo nào nhất thì cả nhà ơi, nếu như mà thích nhất, thích nhì, thích ba đó thì em sẽ thích cái này nhất, và hai cái kia thì sẽ đến nhì hay cả nhà đó. Và mẫu đầm này thì nó đã gần hết rồi, chắc là tại vì nó về trước nên là em có cảm tình với nó nhiều hơn đó, và nó có co giãn như thế này ha, rất là đẹp. Đây là 1192, giá tiền 299.000 ha, rất là xịn luôn, 299.000. Rồi còn ngoài ra em đang mặc cái người mã sản phẩm 1197, đang mặc cái người 1197. Đây là hàng vải lụa Nhật, hàng vải lụa Nhật nha cả nhà, có co giãn nhẹ nhẹ luôn. Em may một lớp phối cho mình hai túi nha, khóa kéo nằm đằng sau lưng. 1197 chốt sale cho cả nhà mình luôn ạ. À, em lấy
em lấy em mã kia nhé. Mã kia là mã nào chị ơi? Mã dumbbell đó là 1192, mã dumbbell là 1192 chị nha. Và khi chị đã đặt cái 1192 này giá 299.000 đồng, với hai cái kia hồi nãy chị đặt rồi, hai cái kia là một cái 179 với một cái 169, thì sẽ được miễn ship và được tặng quà. Quà tặng có thể là thắt lưng đây, hoặc là ghim cài áo. Đấy, ghim cài áo là cái này đây. Đây, ghim cài áo là cái này đây. Thì ghim cài áo thì em sẽ gửi cho mình mẫu ngẫu nhiên nha cả nhà. Ghim cài áo mẫu ngẫu nhiên nha. Tại vì em một ngày á em chỉ có 5-10 cái thôi, em sẽ không biết cái nào hết, cái nào còn. Đấy, em sẽ không biết cái nào hết, cái nào còn nha. Ghim cài áo thì em sẽ gửi mẫu ngẫu nhiên cho mình luôn. Đó, cố gắng đặt hàng sớm bên em tư vấn em chị Hà. Em đang mặc cái nguồn 1197 nha cả nhà. 1197 đồng này em sẽ chốt sale cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền 169.000. May một lớp phối kèm hai túi khóa kéo phía sau lưng. Rồi chị khách nào đặt hàng nãy giờ, cố gắng dùng đơn cho em nha. Chị khách nào vô trễ thì bài livestream này thì em sẽ kết thúc và em sẽ lưu nó lại. Các chị mình có thể coi lại bài livestream này mà mình đặt hàng mình dồn đơn luôn nha cả nhà nha. Còn nếu như coi bài livestream này chưa đủ chưa đã thì trước đó em cũng đã like khá là nhiều bài rồi. Mình vô coi cái mình kéo 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 tới đó. Coi coi cái mẫu rồng nào mà mình thích, mình ưng, mình nghe em giới thiệu xong rồi mình đặt hàng bên em tư vấn cho cả nhà mình nha. Còn bây giờ em cảm ơn các chị mình rất là nhiều khi mà mình đã bỏ thời gian quý báu ra để coi livestream của em nè. Rồi, cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúc các chị mình có một buổi tối thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà mình ạ.